rất nhiều. Bao nhiêu thầy cô đã vào hôm nay là buổi thứ hai thì nhập là gì nhỉ? Chữ H, và ai là lần đầu tiên thì nhập số 1 nào. Xem ai là lần đầu tiên không? Ồ, tuyệt vời, những người chăm chỉ, không ai số 1. Vui quá. Như vậy là cô Tân sẽ không nói lại cái buổi trước và hỏi xem chúng ta có thắc mắc gì. Bởi thực sự hôm trước đến lúc hỏi cũng không thấy ai thắc mắc gì. Rất là vui. Và bao nhiêu thầy cô đã có ngay cái sản phẩm hôm trước để chúng ta thực hành tiếp bài ngày hôm nay? Thì chúng ta nhập vào phần chat giúp cô Tâm số 3 nào. Chào cô Thủy. Rồi, tuyệt vời. Chúc mừng tất cả chúng ta bởi vì đã hoàn thành được một buổi đầu tiên. Như thế là chúng ta đã thành công và hiểu được bản chất. Để thử ôn tập đầu giờ một chút này. Hôm trước chúng ta đã, như lần trước chúng ta học, chúng ta chưa hiểu về cái gì mà sau một buổi như thế, chúng ta đã hiểu thêm được về khái niệm nào hoặc là về cái biểu tượng nào. Chúng ta có thể nhập từ khóa vào trong phần chat giúp cô Tâm xem nào. Các thầy cô đã nắm được thêm hoặc là hiểu rõ hơn mà ngày trước mình làm theo mà không hiểu cái gì hết ấy. Thì lần này mình hiểu được hơn về từ khóa nào nào. Layer này, rồi còn gì nữa? Trigger này. Gì nữa? State. Rồi cô Nga cả ba cái khái niệm luôn. Còn gì nữa không ạ? Ngoài ba cái rất là quan trọng là layer, state và trigger. Còn gì nữa không ạ? Như thế là đủ rồi đúng không? Như thế là chúng ta đã có thể làm được một bài rồi. Thực ra thì trong một cái bài thì ngoài những cái nút chính ra thì có những cái thao tác ví dụ như đổi tên này, hay là làm việc với slide này, hay là đổi kích thước của slide này, mà ngay buổi hôm trước là chúng ta cũng rất là thú vị bởi rất nhiều thầy cô là lần đầu tiên biết đến phần mềm này và đến mở cái slide ra cũng không mở được, hay là mở phần mềm ra cũng không biết vào đâu ấy. Thì cô Tâm rất là vui sau một buổi đầu tiên mà chúng ta đã làm được sản phẩm. Và khi mà có thầy cô khi inbox về lỗi ấy, có bao nhiêu thầy cô ở trong phòng Zoom mà không đổi được kích thước theo như hướng dẫn không ạ? Thì nhập vào phần chat giúp cô Tâm số 4 nào. Và cô Tâm thấy cái lỗi này mà có khi là chúng ta không bao giờ biết được nó ở đâu. Nhưng mà khi cô Tâm rơi vào máy, cô Tâm ý biết là có những lỗi mà nó trùng nhau bởi một nguyên nhân. Đấy. Ví dụ như là có những thầy cô là không gõ được tiếng Việt hoặc là không gõ được ký tự vào trong cái máy, trong cái phần mềm Store. Ví dụ cô Tâm ơi nhập làm sao mãi mà nó không ra được ký tự. Đấy. Hay là như hôm trước là không thể đổi được kích thước, nó cứ mặc định là cái kích thước theo của máy cơ, không có nhập được 1280 hay gì cả. Đấy, thế rất là thú vị. Không ai à? Ở chúc mừng các thầy cô. Vậy là chúng ta không lỡ tay bấm vào một một cái gì đó. tuyệt vời. Đã được hơn 40 thầy cô rồi. Vậy chúng ta hãy vào trong nhóm Zalo đi ạ. Một trong những điều mà luôn luôn cô Tâm cảm thấy tâm đắc đó là chúng ta học tập không phải chỉ học cho mỗi bản thân mình mà chúng ta rủ đồng đội rồi kêu gọi các thầy cô trong nhóm Zalo ấy. Bởi khi vào đây chúng ta gọi được vào càng đông thì năng lượng sẽ càng nhiều đúng không ạ? Và ở trong phần nhóm này cô Tâm mới thấy có chưa thấy ai nhắn gì cả. Vậy các thầy cô hãy copy tin nhắn cộng với link Zoom giống như cô Mỹ Nương đã gửi đấy. Chúng ta copy và gửi vào trong nhóm Zalo. Thì mỗi một tin nhắn của thầy cô sẽ gửi được cho vào trong phòng trong nhóm Zalo ấy. Thì nổi lên thì các thầy cô sẽ đẩy được cái nhóm của mình lên trên. Thì rất nhiều thầy cô ở trong nhóm sẽ phát hiện ra được hôm nay chúng ta có một buổi học tiếp theo về thiết bị số, thiết bị dạy học số. Và thầy cô làm đi ạ. Cô Tâm đợi và rất là mong thầy cô giúp đỡ đồng đội của mình. Chào thầy Tuấn. Cứ sự xuất hiện của các thầy cô là nguồn động lực rất lớn. Như kiểu đi mời ăn 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 cỗ đúng không? Sự xuất hiện hiện diện của các anh chị là một niềm vui và hạnh phúc của gia đình chúng tôi. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn các thầy cô rất nhiều. Bao nhiêu thầy cô đã gửi được tin nhắn như cô Tâm đã copy thì chúng ta hãy vào trong phòng chat và đặt nhặt là tôi rồi mấy cái thô thầy cô Vi Thảo nhắn thôi. Có thầy Trọng An chụp cô Tâm xinh xinh tí để cô Tâm cười một cái chụp. Không biết cô Tâm đang nói gì. Cảm ơn thầy An nhé. Chào thầy anh Tuấn. Còn ai ô thế chưa ai gửi tin nhắn à? Chưa thấy cái chữ tôi là nổi lên. Rồi cảm ơn cô Nga. Còn ai nữa không ạ? Ủa, có ai thắc mắc là sao hôm qua cô Tâm MC hôm nay cô Tâm vẫn MC nhỉ? Khổ ban tổ chức phân công không biết làm nào từ chối mình phải nhận nhiệm vụ. Mấy thầy cô thấy là muốn nói được tốt như của cô Tâm đứng trên phòng Zoom này thì nhập phần chat là muốn đi ạ. Không phải tự nhiên cô Tâm nói được như này đâu ạ. Trong thời gian chờ đợi các thầy cô nhập được vào phần chat rất nhiều chữ tôi thì cô Tâm tâm sự đầu giờ khoảng 1-2 phút. 2 phút hơi nhiều đúng không? Mới có một chữ tôi. Rồi cô Dinh muốn. Thực sự là những cái gì mà mình muốn ấy, mình phải đặt tâm trí vào nó và mình làm gì?
mình phải nguồn lực vũ trụ, coi như là chúng ta gọi là gì, nếu mà học gọi là đi sâu vào tâm trí, đó là luật hấp dẫn. Khi mình mong muốn thì mình cứ nghĩ tới nó đi, thì chắc chắn là sẽ có một nguồn lực nào đó sẽ hỗ trợ mình. Giống như ngày trước cô Tâm ấy tắt cam và không bao giờ xuất hiện trước phòng Zoom, giống rất nhiều thầy cô ở đây này. Chúng ta sẽ không bao giờ nói được trước đám đông, khi mà nói thì còn run và nói không ra câu đâu, và nhiều khi còn phải làm gì, phải viết ra rồi nhìn vào đó để nói đấy. Cho nên là cũng rất mong là các thầy cô là những người thầy người cô đứng trước học sinh rất là nhiều, nhưng tại sao khi đứng trước giáo viên chúng ta vẫn còn run? Rồi thầy anh Tuấn cũng rất muốn vậy. Trước khi muốn điều đó ấy, thì thầy cô làm một cái thao tác nhỏ thôi, đó là bật cam. Bởi vì nếu bật cam mà chúng ta còn không dám bật thì chúng ta sẽ không bao giờ nói được, đúng không? Bây giờ nếu mà chúng ta bật cam, không bật cam mà nói được thì nó rất là bình thường. Chúng ta chỉ cần bật mic lên và mọi người chẳng biết mình là ai hết. Nhưng cái điều đầu tiên là chúng ta bật cam lên để mọi người thấy được năng lượng của mình, thấy được cái dung nhan của mình và sự nghiêm túc của mình trong quá trình học, thì chắc chắn là chúng ta đã tập trung vào đây rồi. Đấy. Chứ bây giờ chúng ta mong muốn mà cuối cùng mà chúng ta vẫn cứ tắt cam thì không bao giờ chúng ta làm được những cái điều mà chúng ta mong muốn được. Rồi, cảm ơn cô Phi Thảo, cảm ơn cô Lý Minh, cảm ơn cô Vân, tuyệt vời. Cảm ơn cô Liễu và cô Lê Phi Lê, cô Lê Phi. Rồi, tuyệt vời. Các thầy cô hãy nhắn nữa đi ạ. Cô Tâm mới thấy có ít ít tin nhắn quá. Để chúng ta còn tạo năng lượng để chủ giảng hôm nay sẽ mang lại những bài học tuyệt vời cho thầy cô chứ. Ông là chủ giảng vào đây bảo sao hôm nay lại cứ im im thế này. vừa gội tóc xùa. Rồi, lát nữa sẽ mở lên để nhìn thấy dung nhan và chúng ta sẽ làm quen. Chào cô Phòn nhá, lâu lắm rồi không nhìn thấy. Wow, ai cứ bật cao lên cô Tâm lại nhòm thấy hết khổ nhỉ. Rồi, không sao. Tức là vì lý do nào đó chúng ta không bật thì không sao cả, nhưng mà nếu chúng ta có thể thì hãy bật lên. Bởi thực sự là một trong những điều mà chúng ta thấy là gì, khi chúng ta làm việc nghiêm túc thì thời gian của chúng ta luôn luôn giá trị. Mà muốn giá trị thì làm gì, hãy hiện hữu ở đây và tương tác năng lượng. Thứ nhất là chúng ta sẽ không bị buồn ngủ này, thứ hai là chúng ta làm cho cái phòng Zoom của mình nó sẽ sôi động hơn, năng lượng hơn, thì tự nhiên là mình sẽ có hứng thú học, đúng không? Các thầy cô cứ tưởng tượng vào trong một lớp học mà học trò cứ im lìm một hồi chẳng có ai phản hồi với mình ấy, thì có phải là gì rất là buồn không ạ? Cô Tâm biết là cũng có rất nhiều thầy cô là tắt cam và học vẫn nghiêm túc, nhưng thực sự là cái điều đó cũng làm cho thầy cô là gì, mình thỉnh thoảng mà ngó nghiêng đi đâu đó hay là làm gì mà không chú ý thì cũng không ai quan tâm. Còn dĩ nhiên các thầy cô có bật cam thì cô Tâm cũng không bao giờ quan sát thầy cô mãi được, đúng không ạ? Chẳng qua là tự mình cam kết với mình thôi. Ai bật cam là người đẹp còn được mọi người chiêm ngưỡng à? Đúng rồi. Còn một trong những cái điều mà khi chúng ta bật cam ấy thì chúng ta sẽ không có những cái hành động gì đó đặc biệt quá nên dễ bị chú ý. Nhất là ví dụ như là chúng ta ngủ gật này, hay là chúng ta ăn này, hay là một số hành động nào đó mà chúng ta không không muốn xuất hiện trước đám đông. Còn khi chúng ta có việc bận này, chúng ta có một vấn đề gì đó tế nhị thì cũng nên tắt cam, chứ không phải là làm cái gì chúng ta cũng bật cam, đúng không? Cảm ơn hôm nay lại có thầy Anh Tuấn và thầy Tuấn Anh. Rất là tuyệt vời, hai thầy lại còn ngược tên của nhau. Chào mừng các thầy đến với phòng Zoom của câu lạc bộ nhá. Rồi, tuyệt vời, đã gần đến giờ rồi. Và bao nhiêu thầy cô? Bây giờ cô Tâm hỏi lại là bây giờ đã được hơn 60 thầy cô rồi, gần 70 thầy cô, tuyệt vời. Đã gần gấp đôi số lượng ban đầu. Vậy bao nhiêu thầy cô lần đầu tiên vào trong phòng Zoom thì nhập số 1 giúp cô Tâm nào? Bởi vì nếu mà lần đầu tiên thì không biết phần mềm này, không biết bài giảng hôm trước thầy cô đã xem chưa này. Không ai số 1 hết. Cảm ơn các thầy cô. Vẫn có. Cô Thanh Trâm. Vậy cô Thanh Trâm được ai đó hỗ trợ thì chúng ta có thể inbox với chính người đó để chúng ta lấy cái file bài hôm trước để chúng ta thực hành bài ngày hôm nay. Đấy, chứ nhiều khi là chúng ta lỡ một buổi là chúng ta sẽ lỡ rất nhiều kiến thức buổi trước, đúng không? Nhưng mà trong nhóm thì cô Tâm đã gửi video, chúng ta có thể xem lại và thực hành lại được. Cũng có những thầy cô hôm trước là máy không cài được phần mềm và chúng ta chỉ cần xem lại video đã làm được. Đấy. Cô Thanh Hóa. Và chúng ta đã thực hành lại được. Đấy, đó là một điều mà cô Tâm và đội nhóm rất là vui. Và bao nhiêu thầy cô sẵn sàng trong buổi tối ngày hôm nay rồi? Chúng ta nhập vào chat là sẵn sàng nào. Đã được hơn 70 thầy cô rồi, vô cùng tuyệt vời. Các thầy cô gửi tin nhắn càng nhiều. Sao nhỉ, cô Thanh Hóa là gì đây? Sao bị? Để xem nào. Cô Thanh Hóa không bật được mic à? Không được enable camera. Có thể là lỗi cái camera của cô không kích hoạt được, là cô có thể sử dụng cái phần mềm khác cho cái camera này rồi. Đấy. Rồi, không sao cả.
À, tuyệt vời, rất nhiều sẵn sàng. Hôm nay cô hướng dẫn lại cách cài phông chuẩn. À, phông chuẩn thì thực ra là chúng ta sẽ không cài những cái phông ở bên bao boy, bởi vì chúng ta sử dụng phông có sẵn của Soyline. Còn nếu chúng ta muốn có những phông đẹp thì có một cách, để lát nữa có thể là chủ giảng sẽ hướng dẫn các thầy cô luôn cái phần này, để khi mà chúng ta xuất bản bài ra nó sẽ không bị lỗi khi sang máy tính khác hoặc là sang trình duyệt của máy tính khác đấy. Bởi vì có những cái trường hợp là ở máy của mình thì rất đẹp nhưng sang máy khác nó lại thành phông chữ không đọc được, đúng không ạ? Bao nhiêu thầy cô đã xảy ra tình huống như thế. À, 16.9 thì không phải là phông ạ, mà đấy là kích thước chuẩn của slide. Rồi, lát nữa cô chủ giảng sẽ hướng dẫn lại cái phần cài lại, lướt qua một chút. Có lẽ thầy Tuấn chưa xem video của cô Tâm hay sao nhỉ? Cô Tâm hướng dẫn phần này rất là kỹ. Đúng không ạ? Phải hướng dẫn khoảng nửa tiếng đồng hồ để thầy cô cài đặt cái phông à, cái slide chuẩn này. Rồi, đã đến giờ rồi, mời chủ giảng chúng ta xuất hiện. Các thầy cô hãy nhập vào phần chat những ngôn từ, những cái gì đó để chào đón chủ giảng này, trái tim, bông hoa hay gì đó thật là năng lượng nào. Bởi vì thực sự bây giờ là cô Tâm đang không biết làm thế nào để có cái âm thanh nó vui nhộn lên, thì mời chủ giảng của chúng ta nhá. Đến từ thành phố Hồ Chí Minh, không phải đoán nữa, ở trên banner các thầy cô đã thấy ta chủ giảng của chúng ta rồi đúng không ạ? Mời cô Thùy Trinh nào. À, xin chào tất cả các thầy cô đang có mặt trong hôm tối ngày hôm nay. À, xin tự giới thiệu, mình tên đầy đủ là Ngô Thùy Trinh, là giáo viên đến từ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. À, hôm nay cô Trinh không ở Thủ Đức ạ. À, cô Trinh đang ở một nơi rất xa, nhưng mà vì tiếng gọi từ phòng Zoom cho nên cô Trinh đã phải bay vào Zoom ngay lập tức. À, không biết là trong phòng Zoom của mình, các thầy cô đã có sẵn sản phẩm của buổi 1 để chúng ta tiếp tục thực hành chưa ạ? À? Nếu các thầy cô đã có sản phẩm của buổi số 1 thì hãy comment số 1 vào ô chat với cô Trinh. Còn nếu ai chưa có thì hãy comment số 0 vào ô chat với bạn. Ồ, nhiều số 0 như vậy à? À, cô Trinh nhìn thấy có rất nhiều số 1 nhưng bên cạnh đó vẫn có số 0 ạ. À, vậy thì bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm quen với phần mềm Storyline và thiết kế nên thiết bị dạy học số. Vậy thì những thầy cô mà chưa có sản phẩm của ngày thứ nhất thì ban tổ chức có thể hỗ trợ cho các thầy cô file để chúng ta thực hành được không ạ? Ban tổ chức sẽ gửi vào trong nhóm Zalo, hoặc là chúng ta có thể thực hành nhanh ngay bây giờ. Cô Hồng Vân không nghe được tiếng ạ. À, các thầy cô có nghe rõ tiếng của cô Trinh không ạ? À, nếu nghe rõ thì hãy cho cô Trinh chữ R vào ô chat đi ạ. À, dạ cô Vân ơi, mình xem lại kết nối Zalo giúp cô Trinh nha. À, nhờ ban tổ chức chúng ta sẽ gửi file thực hành ngày thứ nhất vào trong nhóm Zalo. Dạ vâng, cô Trinh đã thấy là cô Tâm đã gửi file thực hành ngày thứ nhất vào trong nhóm Zalo. Vậy các thầy cô nào chưa có trong nhóm Zalo thì chúng ta hãy ghi là chưa đi ạ. À, thầy cô nào chưa có trong nhóm Zalo chinh phục phần mềm Storyline thì hãy ghi là chưa, để ban tổ chức có thể gửi link nhóm Zalo vào trong ô chat để các thầy cô vào trong nhóm Zalo.
và chúng ta có thể lấy được file thực hành của ngày thứ nhất cũng như là các tư liệu để chúng ta thực hành cho ngày hôm nay ạ. Vâng, và các thầy cô đã sẵn sàng cho buổi học ngày hôm nay chưa ạ? Nếu đã sẵn sàng thì chúng ta hãy comment sẵn sàng vào ô chat để chúng ta bắt đầu buổi học thứ hai nào. Chào cô Thanh Hồng. Cảm ơn cô. Rồi, chúng ta cô Trinh mời các thầy cô chúng ta hãy mở file storyline của buổi 1 ra để chúng ta cùng tiếp tục thực hành cho buổi ngày thứ hai. Thầy cô nào đã mở được file thực hành của buổi số 1 thì hãy cho cô Trinh chữ M vào ô chat. Trước khi chúng ta bắt đầu buổi học thứ hai thì cô Trinh sẽ share lại bài file mẫu để các thầy cô có thể tưởng tượng trước các bước mà chúng ta sẽ thực hành ở buổi này nhé. Rồi xin mời các thầy cô cùng nhìn lên màn hình ạ. Đây là bài mẫu của chúng ta. Đây là thiết bị dạy học số về trái đất trong hệ mặt trời thì chúng ta có thể vận dụng thiết bị này trong dạy học khoa học tự nhiên, dạy các môn địa lý cũng như là dạy cho các em về các khoa học mà vũ trụ hệ mặt trời các em có thể tự tìm hiểu thêm qua cái thiết bị dạy học số của mình. Thì ở đây khi chúng ta trình chiếu lên, chúng ta trình chiếu thử thì chúng ta sẽ thấy là ở đây chúng ta có một cái tên tên đề bài nè, tên tên chủ của cái thiết bị dạy học này là trái đất trong hệ mặt trời, và bên dưới chúng ta sẽ nhìn thấy có ba cái nút. Thì khi mà chúng ta hô chuột qua ba cái nút là ba cái nút của mình nó sẽ đổi màu, và khi chúng ta chọn vào một nút, ví dụ cô Trinh chọn vào nút video thì sẽ đưa chúng ta đến một cái slide và cho phép chúng ta nhìn thấy có một cái tivi, và ở đây có những cái nút để chúng ta điều khiển tivi này. Ở đây là nút play, cô Trinh bấm vào nút play, các thầy cô xem có chuyện gì xảy ra. Hệ mặt trời hay còn được gọi là Thái Dương hệ là một hệ hành tinh có mặt trời ở trung tâm và các thiên thể nằm trong phạm vi lực hấp dẫn của mặt trời. Tất cả Và khi cô Trinh bấm vào cái nút màu đỏ này là nút stop thì video đã được ngừng lại. Còn cái nút mũi tên quay đầu này, khi chúng ta bấm vào thì chúng ta sẽ quay trở về trang chính của mình. Và nút video này sau khi mà chúng ta đã chọn rồi thì bây giờ nó đã đổi màu. Bây giờ chỉ còn lại hai nút là học sinh có thể khám phá hai nút này. Ví dụ như nút nội dung. Khi chúng ta bấm vào nút nội dung thì nó sẽ xảy ra chuyện gì? Vâng, nó sẽ đưa chúng ta đến một cái slide mới. Và trong cái slide này, các bạn học sinh có thể tương tác với từng hành tinh trong hệ mặt trời. À, và nội dung ngày hôm nay, cô Trinh sẽ hướng dẫn các thầy cô làm về nút nội dung. Các thầy cô thấy có hấp dẫn không ạ? Khi chúng ta, khi học sinh trỏ chuột vào các hành tinh và các hành tinh có sự biến đổi như thế này, thì các thầy cô thấy có thích thú không ạ? Học sinh sẽ như thế nào khi mà được tương tác trực tiếp với thiết bị này? Cô Trinh tin chắc rằng tất cả các em học sinh sẽ vô cùng thích thú.
và hứng khởi nếu được học với thiết bị dạy học số này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với bài thực hành của mình nha. Các thầy cô ơi, mới nãy cô Trinh có nghe cô Tâm giới thiệu rằng các thầy cô đang còn vướng mắc ở phần thiết kế kích thước của slide. Vậy thì trước khi chúng ta bắt đầu, cô Trinh sẽ hướng dẫn lại một chút xíu về cái phần cài đặt kích thước của slide. Các thầy cô lưu ý là để cài đặt kích thước của slide thì chúng ta sẽ chọn vào một cái thẻ. Các thầy cô có nhớ thẻ đó tên gì không ạ? Những thầy cô đã được học, đã được tiếp xúc với Storyline có thể nhắc giúp cô Trinh là cái thẻ mà chúng ta dùng để xác định kích thước của slide có tên là gì ạ? Các thầy cô có thể comment chữ cái đầu tiên của cái thẻ đó không ạ? Vâng, chính xác. Đó chính là thẻ design. Các thầy cô có thể nhìn đây ha. Chúng ta thấy ở trên màn hình có rất nhiều thẻ. Thầy cô nào mà chúng ta không có nhìn thấy rõ hoặc là chúng ta bị hạn chế về cái mặt tiếng Anh đó, thì chúng ta có thể đếm thứ tự giống như cô Trinh. Thì thẻ design chúng ta sẽ thấy là nó nằm ở thẻ thứ năm. Thẻ thứ năm ha. Khi các thầy cô bấm vào thẻ design thì sẽ xuất hiện rất là nhiều những cái tem ở đây, nhưng chúng ta không để ý đến tem mà chúng ta sẽ để ý đến dòng chữ đầu tiên nằm ở phía trước đây ạ. Dòng chữ slide size setup. Slide size có nghĩa là kích thước của slide và setup là cài đặt. Như vậy chúng ta sẽ chọn vào design là cái số 1. Bước thứ nhất, các thầy cô sẽ chọn vào design. Và bước thứ hai là chúng ta sẽ chọn vào slide size setup. Cô Trinh sẽ ghi chú lại để các thầy cô có thể theo dõi khi chúng ta quên ha. Rồi, các thầy cô hãy thực hành theo cô Trinh nha. Dù là ở bữa 1 chúng ta đã thực hành rồi, nhưng chúng ta cũng có thể thực hành lại để chúng ta nhớ bài nha. Thứ nhất là chọn vào design. Và thứ hai là chúng ta sẽ chọn vào slide size setup. Thầy cô nào đã chọn được slide size setup thì hãy cho cô Trinh chữ S vào ô chat. Khi chúng ta chọn vào slide size setup thì các thầy cô sẽ thấy xuất hiện một ô cửa sổ nhỏ. Ở trong ô cửa sổ này thì chúng ta sẽ nhìn thấy là có chữ Story size. Thì khi mà cô Tâm hướng dẫn các thầy cô là chúng ta sẽ chọn ở đây là kích thước 16:9. Khi cô Tâm hướng dẫn các thầy cô là chọn kích thước 16:9, đúng không ạ? Vậy thì khi chúng ta chọn kích thước 16:9 thì nó sẽ ra kích thước chuẩn là 9, 60 và 540. Tuy nhiên kích thước này vẫn còn nhỏ so với những thiết bị trình chiếu của chúng ta. Cho nên để cho
Khi chúng ta trình chiếu thì nó chiếm trọn cái màn hình, thì chúng ta sẽ tăng cái kích thước này lên. Chúng ta sẽ không để là 960 nữa, mà chúng ta sẽ cho chuột vào đây và chúng ta sửa lại là 1280. Và khi mà mình thay đổi kích thước như vậy thì ở bên này nó vẫn là 540 thì nó không phù hợp. Vậy để cho cái kích thước của nó thay đổi thì các thầy cô sẽ chọn vào bỏ dấu tích này đi. Chúng ta sẽ bỏ dấu tích này đi. Và khi các thầy cô bỏ dấu tích thì tự động ở con số bên này nó sẽ nhảy là 720. Đây. Và khi kích thước của slide thay đổi như thế này thì ở phần phía trên nó sẽ không hiện là 16:9 nữa mà nó sẽ hiện thành custom. Rồi thầy cô nào đã đổi được kích thước giống như cô Trinh ở trên bảng thì hãy cho cô Trinh là ok vào ô chat ạ. Và để giữ cho kích thước này không thay đổi qua các slide thì các thầy cô hãy chọn vào nút lock để chúng ta khóa kích thước lại. Tích vào lock, sau đó chúng ta mới bấm vào OK. Thầy cô nào đã lóc được thì hãy cho cô Trinh chữ L vào ô chat ạ. Rồi, như vậy các thầy cô đã hiểu lý do vì sao chúng ta phải chọn kích thước như vậy không ạ? Chúng ta chọn kích thước như vậy thì khi chúng ta trình chiếu lên các thiết bị trình chiếu thì màn hình của chúng ta sẽ được chiếm trọn trên các thiết bị trình chiếu ha. Còn nếu chúng ta để kích thước như cũ thì nó sẽ nhỏ hơn so với thiết bị trình chiếu của mình. Và bây giờ cô Trinh sẽ hướng dẫn tiếp cho các thầy cô. Chúng ta sẽ tạo nội dung cho thiết bị của chúng ta. Thì hôm trước các thầy cô đang dừng lại ở việc là sao chép nút video thành 3 nút. Và bây giờ chúng ta giữ nút đầu tiên thì chúng ta giữ nguyên. Nút thứ hai các thầy cô hãy đổi thành nội dung. Đổi tên thành nội dung giúp cho cô Trinh. Bằng cách là chúng ta sẽ nhấp đứt chuột vào trong nút button này để chúng ta bôi đen chữ video và chúng ta sẽ gõ lại nội thành chữ là nội dung. Tương tự như vậy, ở nút thứ ba, các thầy cô sẽ sửa thành chữ là bài tập. Bao nhiêu thầy cô đã sửa tên được hai nút bút tâm còn lại cho cô Trinh thì hãy gõ cho cô Trinh số 2 vào ô chat.
Nếu trong quá trình mà cô Trinh hướng dẫn mà có thầy cô nào không theo kịp thì chúng ta hãy ghi chữ là không kịp để được hỗ trợ nhé. Khi chúng ta đổi tên của các nút bút tâm trên slide thì các thầy cô hãy lưu ý chúng ta cũng nên đổi tên của các nút bút tâm này ở trên timeline. Các thầy cô chú ý ở đây ạ. Ví dụ như cô Trinh chọn vào nút nội dung thì ở dưới timeline của chúng ta tên của nó đang được tô lên đây ạ, đang được tô đậm lên đây thì nó không phải là nút nội dung mà nó đang là nút video 1. Như vậy chúng ta sẽ đổi tên nó lại. Đổi tên nó lại nha. Chúng ta sẽ đổi cái nút video 1 này thành nút nội dung bằng cách là chúng ta nhấp nút chuột vào đây để chúng ta thay đổi tên của nó. Cô Trinh nhắc lại ha, các thầy cô sẽ nhấp nút chuột. Nhấp đứt chuột vào tên ở timeline để đổi tên. Tương tự như vậy các thầy cô cũng sẽ nhấp đứt chuột vào nút bút tâm còn lại để chúng ta đổi tên thành là nút bài tập. Bao nhiêu thầy cô đã đổi tên thành công hai nút nội dung và nút bài tập thì hãy cho cô Trinh chữ N vào ô chat ạ. À. Đây, chúng ta đổi tên thành công rồi chúng ta cho cô Trinh chữ N vào ô chat nha. Wow, các thầy cô thực hành rất nhanh. Chứng tỏ là hôm trước cô Tâm giảng bài rất kỹ nên hôm nay các thầy cô nắm bắt được và thực hành rất nhanh đúng không ạ? Tuyệt vời ạ. Rồi, bây giờ ha, hôm trước là cô Tâm hướng dẫn cho các thầy cô là khi bấm vào nút video thì chúng ta sẽ mở lên một cái layer mới là layer xem video ở đây. Đây ạ, khi chúng ta bấm vào nút video này thì sẽ liên kết chúng ta đến một layer mới, đó là layer xem video. Đúng ạ. Và để chúng ta thực hiện được thao tác đó thì chúng ta sẽ tạo một cái trigger. Trigger của chúng ta có tên là
Soleil. Đó. Và hôm nay chúng ta cũng sẽ với cái suy nghĩ tương tự như vậy, chúng ta sẽ bấm vào nút nội dung và sẽ xuất hiện nội dung về là các thông tin về các hành tinh trong hệ mặt trời này. Như vậy thì chúng ta cần làm gì để xuất hiện được cái thông tin nội dung này? Cô Trinh sẽ hướng dẫn các thầy cô theo một cách mới. Chúng ta sẽ không liên kết với layer nữa, mà chúng ta sẽ liên kết nó với một trang slide mới. Vậy thì các thầy cô suy nghĩ như thế này, tại sao cô Trinh lại không làm theo cái kiểu layer giống như cô Tâm hôm trước, mà cô Trinh lại phải làm một cái slide mới? Các thầy cô có nghĩ đến điều đó không ạ? Chúng ta sẽ không làm layer bởi vì là nếu chúng ta làm layer thì nó sẽ có những cái lớp tiếp theo ở đây. Chúng ta sẽ có những cái lớp tiếp theo ở đây. Nhưng mà trong cái lớp layer này, cô Trinh lại phải liên kết tiếp đến nội dung của từng hành tinh trong hệ mặt trời. Như vậy sẽ có thêm nhiều nhiều layer nữa chồng lên đây. Vậy thì nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy là phức tạp bởi vì có quá nhiều layer ở đây, đúng không ạ? Vậy thì để cho cái thiết bị của mình nó đơn giản hơn thì chúng ta sẽ nghĩ ra một cái hướng mới là chúng ta không tạo layer mà chúng ta tạo ra một slide mới. Được không ạ? Các thầy cô hiểu được chỗ này không ạ? Các thầy cô hiểu được ý đồ của cô Trinh thì hãy cho cô Trinh chữ H vào ô chat đi ạ. Vâng, cảm ơn các thầy cô. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tạo một slide mới. Chúng ta sẽ tạo một slide mới bằng cách nào? Cô Trinh sẽ hướng dẫn các thầy cô theo nhiều cách nha. Sau đó chúng ta sẽ chọn một cách. Rồi bây giờ các thầy cô cùng quan sát lên màn hình giúp cô Trinh. Thì để tạo một slide mới thì các thầy cô sẽ chọn chọn giúp cho cô Trinh ở đây ạ. À. Chúng ta chọn vào slide nhỏ nhỏ ở đây nha. Sau đó các thầy cô sẽ nhìn lên đây. Các thầy cô sẽ chọn và giúp cho cô Trinh thẻ slide. Bao nhiêu thầy cô đã chọn được thẻ slide thì hãy cho cô Trinh chữ S vào ô chat. Khi chúng ta chọn vào thẻ slide thì các thầy cô sẽ thấy ở bên dưới có các mục nhỏ. Các thầy cô hãy để ý đến cho cô Trinh cái mục nào mà có dấu cộng. Đó chính là cái mục New Slide. Ở kế bên mục New Slide có một cái nút mũi tên nho nhỏ. Đây. Có một cái nút mũi tên nho nhỏ, các thầy cô hãy bấm vào cái nút mũi tên đó giúp cô Trinh ạ. À. Ai đã bấm được cái mũi tên đó thì hãy cho cô Trinh chữ N vào ô chat ạ. À. Rồi, khi các thầy cô chọn được mũi tên thì chúng ta sẽ nhìn thấy có rất nhiều những cái slide nhỏ ở dưới này. Các thầy cô hãy chọn giúp cho cô Trinh cái slide nào mà không có chữ,
không có hình. Nó có tên là blank. Cô Trinh xin nhắc lại nha. Đầu tiên là các thầy cô chọn vào thẻ slide. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào nút New Slide. Chính xác là chúng ta chọn vào cái mũi tên ở nút New Slide. Cuối cùng là các thầy cô sẽ chọn cho cô Trinh cái slide không có chữ, cũng không có hình ảnh nào hết. Chúng ta có 3 bước. Bước 1 chọn slide. Bước 2 chọn vào mũi tên của new slide. Và bước 3 chúng ta sẽ chọn vào blank. Vậy thì với 3 bước như thế thì chúng ta đã tạo được một slide mới nằm bên dưới ạ. Thầy cô nào đã tạo được một slide mới giống như cô Trinh thì hãy cho cô Trinh chữ M vào ô chat nào. Cô Trinh sẽ hướng dẫn thêm cho các thầy cô một cách khác để tạo slide mới. Cách này các thầy cô chỉ cần ngồi xem và ghi nhớ lại là được. Cô Trinh xin thao tác nhanh để các thầy cô có thể biết thêm một cách mới nữa. Để tạo một slide mới ở bên dưới cái trang bìa nè, cô Trinh sẽ chọn vào trang bìa ha. Sau đó cô Trinh bấm phải chuột. Khi bấm vào phải chuột thì các thầy cô để ý sẽ có chữ New Slide ở đây. Và chúng ta cũng sẽ chọn vào là Slide. Basic Layer và chúng ta sẽ chọn vào Blank. Cô Trinh sẽ ghi lại cách này ha. Để nếu các thầy cô muốn làm nhanh hơn thì chúng ta sẽ chọn theo cách thứ hai này. Đầu tiên là các thầy cô sẽ chọn vào cái slide mà mình muốn thêm slide vào bên dưới của nó. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào New Slide, chọn Basic Layer và cuối cùng là chọn vào Blend. Và các thầy cô lưu ý là chúng ta phải bấm phải chuột thì nó mới xuất hiện những cái cửa sổ giống như thế này. Thầy cô nào đã nắm được cách thứ hai thì hãy cho cô Trinh số 2 vào ô chat đi ạ.
Thế thì cô chờ cô Trinh xíu. Cả nhà đợi cô xin một chút. Rồi, các thầy cô đã xin được slide mới rồi. À, biết ơn cô Tâm đã Cô hỗ xin tiếp trợ cô tục. Trinh. Đây là cách thứ hai ha. Cách thứ hai này sẽ nhanh hơn. Và các thầy cô thấy là cái cách thứ hai này nó cũng giống như trong PowerPoint đúng không ạ? Chúng ta chọn phải chuột và chúng ta thêm vào new slide. À, chúng ta vẫn còn một hai cách nữa, nhưng mà cô Trinh sẽ để các thầy cô khám phá từ từ, hoặc là vào những lần sau cô Trinh sẽ giới thiệu thêm cho các thầy cô. Hôm nay cô Trinh chỉ giới thiệu cho các thầy cô hai cách này thôi nha. Rồi sau khi chúng ta thêm vào slide mới thì hiện tại slide của chúng ta đang là một slide trắng. Thì với cái thiết bị dạy học số này, chúng ta sẽ giới thiệu về các hành tinh trong hệ mặt trời. Vậy thì việc đầu tiên chúng ta sẽ giúp cô Trinh là chèn cái hình ảnh hệ mặt trời vào đây, giống như slide số 1 này ha. Đây là slide nội dung đúng không ạ? Như vậy các thầy cô, trước khi chúng ta chèn hình ảnh thì các thầy cô hãy giúp cô Trinh là đổi tên slide này. Rồi, để đổi tên slide này thì chúng ta cũng sẽ thực hiện là chúng ta nhấp đứt chuột vào đây để đổi tên ha. Ủa cô Trinh bật mic to lên chút cô Trinh. Các thầy cô bảo là hơi nhỏ. Ở máy liễu thì nghe rất là ổn mà không biết là các thầy cô có thể bật thêm loa máy tính của các thầy cô lên xem thế nào. Ok, như thế này đã rõ hơn chưa ạ? Các thầy cô nghe rõ thì cho cô Trinh chữ R và ô chat ạ. Chúng ta nhấp đứt vào đây và chúng ta đổi tên thành là nội dung. Thầy cô nào đã đổi tên thành công thành nội dung thì hãy cho cô Trinh chữ N vào ô chat ạ. Sau khi đổi tên thành công, các thầy cô hãy chèn giúp cho cô Trinh hình ảnh của hệ mặt trời vào trong slide số 2 này. Các thầy cô có thể nhắc lại giúp cô Trinh là để chèn hình ảnh thì chúng ta sẽ chọn vào thẻ đúng không ạ? Hãy comment chữ cái đầu tiên của thẻ vào ô chat giúp cô Trinh ạ. À. Vâng, chính xác đó ạ. À. Đó chính là chữ Y, insert. Insert có nghĩa là chèn thêm vào. Và để chèn thêm hình ảnh thì chúng ta sẽ chọn là Insert Picture.
Các thầy cô sẽ chọn giúp cho cô Trinh là picture from file. Các thầy cô sẽ mở thư mục đã tải tài liệu về và chọn cho cô Trinh picture số 1. Chọn picture số 1. Sau đó các thầy cô sẽ chọn open. Bao nhiêu thầy cô đã chèn được picture số 1 vào thì hãy cho cô Trinh số 1 vào ô chat ạ. Rồi các thầy cô nhận thấy là picture của mình nó không có kích thước bằng với slide của mình. Vậy thì ngày hôm qua cô Tâm đã hướng ngày hôm thứ ba cô Tâm đã hướng dẫn các thầy cô làm thế nào để cho hình ảnh của mình có kích thước vừa vặn với slide ạ. Các thầy cô có thể nhắc giúp cho cô Trinh chữ cái đầu tiên được không ạ? Để cho hình ảnh của chúng ta có kích thước vừa vặn với slide, chúng ta sẽ cắt hình ảnh đúng không ạ? Bằng cách là dùng lệnh crop. Đúng rồi ạ. Và để xuất hiện cái lệnh crop đó thì các thầy cô nhớ là chúng ta cần phải chọn vào hình ảnh trước thì mới thấy được cái lệnh crop đó. Chọn vào hình ảnh thì các thầy cô sẽ thấy ở phía trên tự động sẽ xuất hiện một cái thẻ mới, đó là thẻ format. Nếu chưa thấy crop thì các thầy cô hãy chọn vào thẻ format ở đây. Và khi chọn vào thẻ format rồi, các thầy cô để ý bên tay phải sẽ xuất hiện lệnh crop để chúng ta cắt hình ảnh. Rồi, các thầy cô cùng điều chỉnh kích thước của ảnh cho phù hợp với slide của mình đi ạ.
Thầy cô nào đã điều chỉnh kích thước của ảnh bằng với hình ảnh của kích thước slide thì hãy cho cô Trinh chữ bờ vào ô chat ạ. Rồi, bây giờ đầu tiên là chúng ta có cái hình nền như thế này ha. Đây là nền. Sau đây chúng ta sẽ tạo tương tác cho học sinh tương tác với các hành tinh này. Đây, chúng ta sẽ tạo tương tác để học sinh bấm vào các hành tinh này thì nó sẽ to lên. Theo các thầy cô thì chúng ta sẽ làm sao ạ? Chúng ta sẽ làm sao để khi mà học sinh bấm vào hành tinh này thì nó sẽ to lên. Đây, cô Trinh review lên các thầy cô nhìn nha. Hiện tại slide số 2 của chúng ta chỉ mới có một cái hình nền là các hành tinh trong hệ mặt trời. Vậy thì làm sao bây giờ mà học sinh bấm vào đây thì hành tinh này nó sẽ to lên. Học sinh bấm vào các hành tinh này thì nó sẽ to lên. Các thầy cô cùng nêu ý tưởng với cô Trinh nào. Cô Thu Thủy nói là tách rời từng hành tinh rồi tạo trigger. Ý tưởng này có vẻ rất hay đúng không ạ? Tạo hotspot. Cô Nguyễn Thủy có ý tưởng là tạo hotspot. Còn ý tưởng nào nữa không ạ? Cô Mỹ Nương cho ý tưởng là đặt một cái gì đó lên hành tinh, nhưng cho nó trong suốt để không nhìn thấy. Tạo trạng thái to ra. Cô Nụ nói là tạo trạng thái to ra. Cô Nụ ơi, tạo trạng thái to ra là tạo trạng thái cho cái gì ạ? Cho cái hành tinh hay là cho nguyên cái hình ảnh nền của chúng ta? Cái gì cần to thì to. Vâng, đó là cho từng hành tinh, đúng rồi. Nhưng mà hiện tại là chúng ta đang có một cái ảnh nền gồm tất cả các hành tinh. Như vậy nếu chúng ta tạo trạng thái mà chúng ta chọn vào cái ảnh nền này thì chúng ta bấm vào state thì trạng thái của chúng ta ở đây không phải là trạng thái của từng hành tinh mà là trạng thái của nguyên cái hình này. Vậy thì như các ý tưởng ở phía trên mà các thầy cô có gợi ý ha, là cô Đỗ Thu Thủy nói là tách rời từng hành tinh rồi tạo trigger. Còn cô Nguyễn Thủy nói là chúng ta tạo hotspot. Tuy nhiên, khi chúng ta tạo hotspot thì chúng ta sẽ làm cho nó trong suốt được. Học sinh có thể lựa chọn được. Nhưng mà để phóng to hành tinh ra thì lại không thực hiện được. Vậy thì cách của cô Nguyễn Thủy là chưa phóng to được, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ theo ý kiến của cô Thu Thủy chúng ta là chúng ta sẽ tách rời từng hành tinh rồi tạo trigger. Vậy bây giờ tách rời từng hành tinh thì chúng ta sẽ làm sao ạ? Theo các thầy cô thì ý tưởng của mình muốn nó tách rời ra thì chúng ta làm sao ạ?
Cô Nụ nói là vào Canva chọn Magic. Cô Kim Thủy bảo là cắt nó ra. Cô Nụ nói là chọn Magic xong rồi lưu riêng đúng không ạ? Chính xác là chúng ta sẽ có thể sử dụng Canva để tách rời từng hành tinh đúng không ạ? Nhưng nó lại là thao tác của Canva. Thì thao tác đó sẽ dành cho lớp học Canva. Nếu thầy cô nào muốn học thêm thao tác về Canva thì chúng ta có thể tham gia vào lớp học Canva ha. Còn hôm nay cô Trinh sẽ hướng dẫn các thầy cô ở lớp thiết bị dạy học số, cho nên cô Trinh rất vui khi các thầy cô đưa ra được rất là nhiều cái phương án để chúng ta làm. Cô Trinh thấy nói là cắt từng hình ra, ok, đó cũng là một cách đúng không ạ? Nhưng mà làm như vậy nó cũng hơi phức tạp. Vậy hôm nay cô Trinh sẽ giúp các thầy cô ở phần này bằng cách là cô Trinh sẽ cung cấp cho các thầy cô các hình ảnh của các hành tinh này và chúng ta sẽ đặt nó lên trên cái hình nền của mình và chúng ta điều chỉnh kích thước làm sao cho các hình ảnh mình đặt vào nó trùng khít với các hành tinh trên hình nền. Như vậy thì chúng ta tưởng tượng là giống như là chúng ta không đặt cái gì lên trên cả, được không ạ? Các thầy cô có đồng ý là cô Trinh sẽ cung cấp cho các thầy cô mà, hay các thầy cô muốn tự làm? Ai đồng ý thì gõ đồng ý vào chat đi ạ. Vâng ạ. Các thầy cô hãy mở file tư liệu mà hôm trước cô Tâm đã cung cấp cho các thầy cô. Trong file tư liệu đó đã có sẵn tất cả các hành tinh. Xin mời các thầy cô ha, chúng ta sẽ mở file tư liệu lên. Rồi, các thầy cô có để ý thấy trong file tư liệu của chúng ta có một file PowerPoint không ạ? Thầy cô nào đã nhìn thấy file PowerPoint trong file tư liệu của mình thì hãy cho cô Trinh chữ P vào ô chat. Cô Trinh xin mời các thầy cô chúng ta hãy mở file PowerPoint này lên. Thầy cô nào đã mở được file PowerPoint rồi thì hãy cho cô Trinh số 10 vào ô chat ạ. Rồi, các thầy cô có nhìn thấy trong file PowerPoint của chúng ta có đầy đủ tất cả các hành tinh không ạ? Chúng ta có thể lướt qua sơ một lần ha. Đây là hỏa tinh ạ. Đây là mộc tinh. Đây là thổ tinh. Đây là diêm vương tinh. Trái đất. Hỏa tinh. Mặt trời. Sao hải vương. Sao Thiên Vương. Có đủ tất cả các hành tinh chưa ạ? Chúng ta cùng kiểm tra lại nè, chúng ta có tất cả bao nhiêu hành tinh nè nha. Đây, chúng ta có tất cả như đây. Rồi, chúng ta có tất cả là 8 hành tinh. Nhưng mà nhìn như thế này thì các thầy cô có biết được là hành tinh nào có tên gì không ạ?
ngoại trừ trái đất ra, thì các hành tinh còn lại, các thầy cô có nắm được tên của nó là gì không ạ? Dĩ nhiên là chúng ta biết đúng không ạ? Nhưng mà có lẽ là chúng ta học lâu rồi chúng ta quên đúng không ạ? Rồi, không sao cả. Bây giờ trước khi chúng ta lấy các hành tinh đưa qua bên này, thì cô Trinh sẽ giúp các thầy cô thêm một bước nữa để chúng ta nhớ lại là hành tinh nào nằm ở đâu. Vậy thì các thầy cô hãy chọn vào thẻ Insert một lần nữa giúp cô Trinh và chọn cho cô Trinh Insert Picture, Picture from File, và hãy Insert giùm cho cô Trinh file này ạ. Hình ảnh các hành tinh ạ. File này ở trong tư liệu của chúng ta luôn ạ. Các thầy cô hãy insert nó vào trong slide để chúng ta có thể nhìn thấy thứ tự của các hành tinh ạ. Thầy cô nào đã insert được hình ảnh này thì hãy cho cô Trinh số 2 vào ô chat ạ. Rồi, đây là hình ảnh mẫu để chúng ta có thể xem được thứ tự của các hành tinh ha. Thì theo như hình ảnh này thì các thầy cô sẽ thấy là sao Thủy sẽ có trước, sẽ ở gần mặt trời nhất. Sau đó là đến sao Kim, rồi đến trái đất. Như vậy chúng ta sẽ quay trở lại slide PowerPoint và chúng ta tìm theo thứ tự đó giúp cô Trinh. Thứ nhất là sao Thủy. Sao Thủy hay còn gọi là sao Hải Vương đúng không ạ? Đây, ở đây chúng ta có Tên tên tiếng Anh của nó vô tình. Yes. Rồi chúng ta coi lại ha. Sao Thủy, Mercury, sao Kim, Venus. Rồi các thầy cô sẽ quay lại file PowerPoint và chúng ta tìm ha. File PowerPoint này hình như chưa đủ. Mercury là cái cuối cùng sao Thủy. Các thầy cô Tâm vừa nhắn là các thầy cô hãy quay trở lại nhóm Zalo để tải file PowerPoint mới nha. File PowerPoint này chưa đủ. Mời các thầy cô chúng ta sẽ tải lại file PowerPoint mới. Quay trở lại nhóm Zalo và tải giúp cho cô Trinh file PowerPoint mà cô Tâm vừa mới gửi ạ. Thầy cô nào tải xong thì chúng ta sẽ mở lại file PowerPoint mà chúng ta vừa mới tải lên. Wow, cô Tâm rất là chu đáo, đã sắp xếp các hành tinh theo sẵn thứ tự cho các thầy cô ha. Sao Thủy, Mercury, ngôi sao đầu tiên.
ở slide thứ nhất. Rồi bây giờ cô Trinh sẽ hướng dẫn các thầy cô nè, để chúng ta có thể đem cái hình ảnh này qua bên slide, storyline, thì chúng ta sẽ có hai cách. Cách thứ nhất trước nha. Để copy nè, hay là để đem hình ảnh có trong PowerPoint, có trong file PowerPoint sang Storyline. Ta có hai cách. Rồi, cách thứ nhất nè. Cách một là trong file PowerPoint lưu hình ảnh lại. Bằng cách nào? Trong file PowerPoint chúng ta lưu hình ảnh lại bằng cách nào? Các thầy cô còn nhớ không ạ? Cô Trinh sẽ nhắc luôn nha, cho nhanh. Các thầy cô sẽ chọn vào hình ảnh và bấm phải chuột. Đúng rồi, cảm ơn cô Trần Thị Hương. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào là Save as Picture. Phải chuột và chọn Save as Picture. Này, các thầy cô sẽ bấm phải chuột vào hình ảnh, sau đó chọn vào Save as Picture. Chúng ta sẽ đặt tên cho hình ảnh chúng ta lưu ha. Chọn Save as Picture. Các thầy cô sẽ chọn thư mục lưu hình ảnh. Và chúng ta đặt tên cho hình ảnh này. Đây là sao Thủy. Các thầy cô sẽ chọn đặt tên. Và cô Trinh luôn luôn là đặt tên không có dấu. Các thầy cô cũng học theo cách đó ha. Chúng ta đặt tên không dấu để tránh gặp những cái lỗi không cần thiết. Và khi chúng ta làm theo cách này thì hình ảnh của chúng ta được lưu dưới dạng đuôi là PNG, có nghĩa là hình ảnh không có nền. Đặt tên và nó được lưu dưới dạng là TNG. Sau đó các thầy cô sẽ chọn vào Save.
Rồi, thầy cô đã lưu được hình ảnh rồi thì hãy cho cô Trinh là chữ L và ô chat ạ. Sau khi chúng ta lưu hình ảnh được rồi thì chúng ta sẽ quay trở lại trang Storyline. Chúng ta sẽ chèn hình ảnh vừa lưu vào. Bằng cách là chọn vào thẻ gì ạ? Chèn là thẻ gì ạ? Các thầy cô hãy cho cô Trinh chữ cái đầu tiên đi ạ. Vâng ạ, chính xác, đó là insert ạ. Chúng ta sẽ chèn cái hình ảnh mà chúng ta vừa lưu vào. Insert picture from file. Và chúng ta sẽ chọn cái file vừa mới lưu để chèn vào nhé. Đây, file sao thủy mà chúng ta vừa lưu ạ. Chọn nó và chèn vào. Bằng cách là chọn Open. Thao tác chèn ảnh này cô Trinh tin là các thầy cô đã làm một cách thành thạo rồi. Sau khi chèn thành công thì các thầy cô sẽ điều chỉnh kích thước của hình ảnh sao cho bằng với hình nền, bằng với hành tinh ở trong hình nền. Rồi, thầy cô nào đã điều chỉnh được, đã chèn thành công ngôi sao đầu tiên thì hãy cho cô trên số 1 vào ô chat đi ạ. Đây ạ, nó nằm ở phía trên cái hình nền của mình ha. Rồi, các thầy cô cũng đổi tên. Giúp cô Trinh đổi tên nó lại ở dưới timeline luôn nha. Đây là sao thủy. Của em không có đuôi BNG. Rồi, cô Vinh ơi, cô Vinh lưu bằng file PowerPoint đúng không ạ? Lưu từ file PowerPoint đúng không ạ? Nếu các thầy cô không có đuôi PNG thì các thầy cô hãy chú ý lên đây một chút ạ. Chúng ta vẫn là chọn phải chuột. Chọn vào Save as Picture. Và chúng ta vẫn đặt là sao thủy nha.
Rồi, muốn biết là nó có đuôi gì thì các thầy cô hãy nhìn vào cái dòng bên dưới cell S type. Thì ở đây của cô Trinh nó có sẵn là BNG. Nếu của các thầy cô không có BNG thì chúng ta chọn vào mũi tên ở đây và chúng ta kéo xuống để tìm cái đuôi BNG cho cô Trinh. Tìm cho cô Trinh cái đuôi BNG. Ở đây chúng ta có rất nhiều đuôi ảnh khác nhau. Ví dụ như là đuôi JPG cũng là đuôi ảnh. Hoặc là đuôi GIF là đuôi ảnh động. Còn các đuôi còn lại á, thì chúng ta không dùng nó ở trong PowerPoint cũng như trong Storyline. Cô Vinh làm được chưa ạ? Được rồi, ok, giúp cô Trinh ạ. Rồi, như vậy cô Trinh vừa hướng dẫn cho các thầy cô cách thứ nhất để chèn ảnh, để mang ảnh từ file PowerPoint sang Storyline. Không tìm ra, cô cũng có thể lưu nó ở dưới dạng là JPG cũng được ạ. Xem nó có khác biệt gì không nha. Cô Trinh sẽ hướng dẫn tiếp cho các thầy cô cách thứ hai để chúng ta đem hình ảnh từ PowerPoint sang Storyline một cách nhanh hơn. Rồi, cô Vinh quan sát tiếp. Cô Trinh sẽ hướng dẫn cách xử lý khi mà chúng ta đem hình ảnh từ PowerPoint sang Storyline mà có nền thì chúng ta sẽ làm sao nha. Rồi, hành tinh thứ hai của chúng ta có tên là gì ạ? Hành tinh thứ hai là sao Kim, Venus. Và ở đây cô Tâm đã sắp xếp theo thứ tự rồi. Chúng ta sẽ nhìn vào. Đây ạ. Đây là hành tinh thứ hai. Cách thứ hai để đem hình ảnh từ PowerPoint sang Storyline. Đó là các thầy cô sẽ cũng chọn phải chuột ha. Nhưng lần này chúng ta không dùng Cell F Picture nữa, mà chúng ta sẽ dùng là copy. Chọn copy nha. Chọn phải chuột và chọn cho cô Trinh chữ copy. Chưa, anh chụp. Cách 2 là chúng ta cũng phải chuột vào hình ảnh. Sau đó chọn copy giúp cô Trinh. Sau khi chúng ta chọn copy rồi thì các thầy cô quay trở lại trang Storyline. Chúng ta sẽ bấm phải chuột vào khoảng trống ở trang Storyline. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào là Bass.
Trinh nhắc lại ha. Bấm phải chuột vào khoảng trống ở trong storyline và chọn là Bass. Cách này cô Trinh gọi là copy và dán trực tiếp ha. Cô Trinh làm lại thao tác này nha. Bên PowerPoint chúng ta bấm phải chuột vào hình ảnh và chọn vào copy. Sau đó qua storyline, chúng ta bấm phải chuột và chọn là paste. Rồi, các thầy cô thấy cách này có nhanh hơn không ạ? Ở đây các thầy cô thấy là hình ảnh của ngôi sao. Ở bên này có khoảng trống một tí xíu đúng không? Chúng ta dùng crop để chúng ta cho cái khoảng trống này nó nhỏ lại. Còn nếu chúng ta có nền thì chúng ta làm sao, các thầy cô nhớ không ạ? Cô Trinh nhắc lại một chút xíu. Nếu có nền thì chúng ta làm sao ạ? Chúng ta sẽ chọn vào format. Chọn vào đâu nữa ạ? Để xóa nền ạ. Chọn vào recolor và chọn vào set transparent color nha. Nếu mà hình ảnh của chúng ta có nền thì chúng ta sẽ chọn vào format, chọn vào recolor. Chọn vào recolor, sau đó chúng ta chọn cái dòng cuối cùng á. Set transparent color. Đây là cô Trinh nhắc lại thôi nha, vì cái này cô Tâm đã hướng dẫn các thầy cô ở buổi thứ nhất rồi. Cô Trinh nhắc lại để lỡ các thầy cô có chọn phải nền, ảnh có nền thì chúng ta sẽ làm thao tác như thế này. Chúng ta có thể xóa nền ngay trực tiếp ở trong storyline luôn. Nếu ảnh có nền nè, ta xóa nền bằng cách là chọn ảnh. Sau đó chọn vào format, chọn vào recolor, chọn vào set transparent. Lúc này sẽ xuất hiện cây bút và chúng ta sẽ dùng cây bút trỏ vào nền để xóa.
Cô Trinh dạy như thế này các thầy cô thấy có chậm quá không ạ? Rồi các thầy cô sẽ điều chỉnh lại kích thước của ngôi sao thứ hai nha. Và các thầy cô đổi tên lại giúp cho cô Trinh. Đây là sao gì ạ? Đây là sao Kim. Các thầy cô sẽ đổi tên giúp cô Trinh ha. Sao Kim. Rồi. Như vậy chúng ta còn nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hành tinh còn lại. Các thầy cô có thể chèn ảnh được không ạ? Chúng ta có thể chọn cách 1 hoặc cách 2. Vậy bây giờ cô Trinh và các thầy cô chúng ta cùng thi đua xem ai sẽ chèn xong 6 hành tinh còn lại nhanh hơn nha. Nào chúng ta bắt đầu thi đua nha. Các thầy cô đồng ý thì hãy cho cô Trinh chữ bắt đầu vào chat nào. Chúng ta cùng thi đua chèn các ngôi sao còn lại nha. Ngôi sao thứ ba đó chính là hành tinh thân yêu của chúng ta. Đó là trái đất. Mời các thầy cô chúng ta cùng thi đua nè, chúng ta cùng chèn nha. Chèn xong phải đổi cả kích thước và đổi tên. Ở đây các thầy cô có thấy là cái ảnh nền của chúng ta nó bị di chuyển mà. Nếu các thầy cô muốn ảnh nền của chúng ta không bị di chuyển thì các thầy cô hãy chọn vào nút khóa để khóa nền ha. Nhớ đổi tên nha các thầy cô ơi. Ngôi sao thứ ba là sao Hỏa. Ngôi sao thứ tư là sao Hỏa. Nếu các thầy cô thấy nó có dư chỗ nào thì chúng ta cắt nó đi nha. Có ai xong chưa ạ? À? Ai xong rồi hãy gõ chữ xong vào ô chat giúp cô Trinh đó ạ. À. Tiếp theo là Mộc Tinh. Trời ơi, các thầy cô nhanh quá. Thật tuyệt vời. Cô Trinh còn chưa xong nữa. Máy em nó đơ luôn rồi. Thầy Tuấn ơi, cố lên. Thổi đi, máy nó sẽ chạy lại. Tiếp theo là sao Thổ.
Sao Thiên Vương? Và ngôi sao cuối cùng là sao? Hải Vương. Wow, rất nhiều thầy cô đã xong rồi nha. Và cô Trinh đã chèn được ngôi sao cuối cùng rồi. Rồi, bao nhiêu thầy cô đã xong giống như cô Trinh thì hãy gõ số 100 vào ô chat đi nào. Sau khi chúng ta làm các bước còn lại rồi chúng ta chèn và chúng ta làm tiếp vẫn không sao ạ. Bây giờ cô Trinh sẽ hướng dẫn tiếp để các thầy cô có thể tạo xong cái slide nội dung của mình. Thì trong cái slide nội dung của mình thì các thầy cô thấy là chúng ta sẽ cho học sinh là hơ chuột vào các hành tinh, thì các hành tinh này sẽ sao ạ? Sẽ to lên đúng không ạ? Vậy thì chúng ta cùng ôn lại kiến thức một chút là để cho các hành tinh này to lên khi hơ chuột vào thì chúng ta sẽ tạo cái gì cho các hành tinh ạ? À? Các thầy cô cùng tương tác vào ô chat giúp cô Trinh nè. Chúng ta sẽ tạo cái gì ạ? À? Vâng, chính xác. Đó là tạo stat. À, có thầy cô nói là tạo trigger. Trigger là khi nào học sinh click chuột vào thì nó sẽ cho chúng ta ra một cái thao tác mới. Còn ở đây chúng ta chỉ mới là hơ chuột qua thôi thì chúng ta chưa cần tạo trigger mà chúng ta sẽ tạo cho nó là state. Chính xác ạ. À. Xin mời các thầy cô ha. Chúng ta sẽ chọn vào ngôi sao đầu tiên. Ngôi sao đầu tiên của chúng ta có tên là sao Thủy. Sau đó các thầy cô sẽ chọn vào cho cô Trinh chữ state ở đây. Rồi chúng ta muốn tạo state mới thì chúng ta sẽ chọn vào là edit state. Đây, chọn vào edit state nha. Chọn vào đối tượng. Chọn vào state và chọn edit state. Edit có nghĩa là chúng ta sẽ thay đổi state. Tạo trạng thái cho các hành tinh bằng cách chọn vào hành tinh nè, chọn state, chọn edit state. Rồi, ai edit state rồi thì cho cô Trinh chữ E vào ô chat đi ạ. À. Khi chúng ta bấm vào Edit State
thì cái nút Edit State đó nó không còn là Edit State nữa, mà nó sẽ biến thành cái chữ nút là Done Editing State. À, như vậy nó sẽ biến thành cái nút khác đúng không ạ? Lúc này chúng ta không vội bấm vào nó, mà chúng ta sẽ tạo một state mới. Để tạo state mới thì chúng ta hãy chú ý giúp cho cô Trinh là cái tờ giấy trắng gấp góc ở đây ạ. À, đây là tờ giấy trắng, người ta gọi là tờ giấy mới. Như vậy muốn tạo cái gì mới thì chúng ta hãy chọn vào tờ giấy trắng này. Và khi chọn vào tờ giấy trắng thì sẽ xuất hiện một ô cửa sổ mới. À, chúng ta sẽ đặt tên cho cái trạng thái mới này. À, trạng thái của chúng ta là gì? Hơ chuột qua cái đối tượng là nó có trạng thái là to lên. Vậy hơ qua, các thầy cô còn nhớ hơ qua tiếng Anh là gì ạ? Vâng, cảm ơn cô Lệ Chi, đó chính là hover. Các thầy cô không cần bấm ha, không cần gõ, bởi vì ở đây có sẵn. Các thầy cô chỉ cần chọn vào mũi tên và chúng ta chọn vào hover. Đây ạ, à, hover. Rồi, thầy cô nào đã chọn được hover rồi thì cho cô Trinh chữ H vào ô chat đi ạ. À, sau khi chọn vào hover rồi, các thầy cô hãy chọn cho cô Trinh chữ Add ạ. À, Add có nghĩa là thêm vào. Đây ạ, à, chữ Add nằm đây ạ. À, rồi, ai đã add được trạng thái thứ hai là hover cho hành tinh thứ nhất thì hãy cho cô Trinh số 2 vào ô chat đi. Các thầy cô quan sát, sau khi chúng ta chọn chữ add thì sẽ thấy là bên cạnh cái state normal là cái state lúc đầu đúng không ạ? Chúng ta sẽ xuất hiện cái state thứ hai, đó là state hover. Đây, đây là cái đầu tiên. Và cái này là cái chúng ta mới vừa add vào. Chúng ta add vào như thế này thì ở cái trạng thái hover, các thầy cô có thể chọn hai bên, chúng ta sẽ thấy là trạng thái normal và trạng thái hover. Hai hành tinh này không có gì thay đổi về kích thước. Vậy muốn học sinh hơ chuột vào hành tinh mà nó thay đổi kích thước thì các thầy cô hãy chọn vào hover này và chúng ta nhìn lên cái hình ở phía trên này ạ. À, nhìn lên cái hình ở phía trên này, chúng ta hãy dùng chuột kéo kéo ở các góc mà có cái núm màu trắng này ạ. À, chúng ta kéo ra để cho cái hành tinh của chúng ta lớn hơn. Vậy thì để cho nó kéo mà nó bung đều á, thì các thầy cô hãy chọn giúp cho cô Trinh là nút ship ha. Chúng ta vừa trỏ chuột vào và cho cái con chuột nó biến thành mũi tên hai đầu, sau đó chúng ta bấm giữ nút ship và chúng ta kéo cái hành tinh cho nó to ra.
Rồi, thầy cô nào kéo được hành tinh to ra rồi thì cho cô Trinh chữ to vào ô chat đi ạ. Cô Trinh làm lại ha. Cho trỏ chuột vào, giữ ship và kéo cho nó to ra. Đây, trỏ chuột biến thành hình mũi tên ha. Hai đầu. Chúng ta sẽ giữ ship và kéo cho to ra. Sau khi mà các thầy cô kéo cho to ra xong rồi thì chúng ta sẽ lưu cái state này lại. Lưu cái state này lại bằng cách là làm gì ạ? Các thầy cô còn nhớ không ạ? Để lưu cái state này lại thì chúng ta sẽ chọn vào là done, chính xác. Chúng ta phải chọn vào done để nó lưu lại nha. Đây là bước cuối cùng. Chọn vào Done để lưu cái trạng thái lại. Rồi, thầy cô nào đã đơn rồi hãy cho cô trên chữ giờ vào ô chat đi ạ. Rồi, tương tự như vậy chúng ta sẽ làm sẽ tạo các trạng thái tiếp theo cho các hành tinh còn lại. Đây, sau khi chúng ta lưu lại thì các thầy cô có thể thử ha. Chúng ta chọn vào hover no chúng ta đưa chuột vào trạng thái normal thì hành tinh nhỏ xíu như thế này. Nhưng khi chúng ta trỏ chuột qua hover thì hành tinh nó sẽ to lên. Các thầy cô muốn to bao nhiêu thì chúng ta to bấy nhiêu ha. Tương tự các thầy cô sẽ làm trạng thái cho các hành tinh còn lại giống như hướng dẫn, hoặc chúng ta sẽ có cách nhanh hơn. Vậy thầy cô nào muốn làm theo cách nhanh hơn thì hãy cho cô Trinh chữ nhanh vào ô chat. Cô Trinh sẽ hướng dẫn các thầy cô cách làm nhanh hơn. Rồi. Như vậy thì sau khi mà chúng ta tạo được một cái state cho hành tinh đầu tiên, chúng ta muốn
là các hành tinh còn lại cũng có state giống như vậy, là hơ vào thì nó to lên. Thì các thầy cô sẽ làm như sau ha, chúng ta sẽ copy cái trạng thái đó và dán vào các hành tinh còn lại. Rồi, hình này chúng ta không cần dùng nữa thì cô Trinh sẽ xóa nó đi nè. Chúng ta chỉ cần nhìn đến slide chính của mình thôi nè. Đây, chúng ta sẽ copy cái trạng thái ha. Để copy trạng thái thì đầu tiên các thầy cô sẽ chọn vào cái hành tinh mà chúng ta đã tạo trạng thái. Sau đó, các thầy cô hãy chọn giúp cho cô Trinh thẻ home. Rồi, các thầy cô đã nhìn thấy thẻ home chưa ạ? Ai đã chọn được thẻ home thì hãy cho cô Trinh chữ H vào ô chat đi ạ. Tại thẻ home, các thầy cô hãy để ý đến cái công cụ mà vô cùng kỳ diệu. Đó chính là cái chổi quét sơn này. Format Painter. Cô Trinh nhắc lại nha. Bước thứ nhất, chúng ta sẽ chọn vào hành tinh đã tạo được state. Bước thứ hai, chúng ta sẽ chọn vào thẻ home. Và bước thứ ba, các thầy cô hãy chọn giúp cho cô Trinh là cây chổi kỳ diệu Format Painter. Và ở đây là các thầy cô sẽ copy nó qua nhiều cái slide. Cho nên ở cái bước thứ ba này, các thầy cô không phải nhấp một trỏ chuột, mà các thầy cô hãy nhấp cho cô Trinh là hai trỏ chuột. Nhấp đúp nha. Bước thứ ba là nhấp đúp. Vì sao lại nhấp đúp chuột? Vì chúng ta sẽ copy nó qua nhiều hành tinh, cho nên chúng ta sẽ nhấp đúp chuột giúp cô Trinh. Rồi, thầy cô nào đã nhấp đúp chuột rồi thì chờ cô Trinh một chút xíu nha, chúng ta không tương tác vào trong trong ô tương tác, không là nó mất mất con chuột đó. Rồi, bây giờ các thầy cô đã có, khi chúng ta nhấp đúp chuột vào cái cây chổi này thì bây giờ các thầy cô thấy là chúng ta đưa con chuột vào slide thì các thầy cô có nhìn thấy cây chổi không ạ? Nếu mà nhìn thấy cây chổi thì hãy cho cô Trinh chữ cờ vào ô chat đi ạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đưa con chuột của mình đến cái hành tinh mà chúng ta muốn muốn sao chép á, muốn sao chép cái trạng thái này. Chúng ta sẽ click chuột vào hành tinh đó nha, đưa cây chổi đến cái hành tinh muốn sao chép và click chuột vào hành tinh đó. Rồi, cô Trinh phóng to màn hình lên thì nó mất cây chổi mất tiêu rồi. À, cô Trinh sẽ vẽ hình cây chổi nha. Đây, đưa cây chổi đến cái hành tinh mà chúng ta muốn sao chép và click chuột vào nó. Đây là bước thứ tư ha.
Rồi các thầy cô click thử xem cái hành tinh mà chúng ta sao chép nó có ra hai cái trạng thái giống như vậy mà. Nếu giống thì cho cô Trinh chữ G vào chat đi ạ. Rồi, cây chổi vẫn còn đó đúng không ạ? Các thầy cô tiếp tục đưa sang hành tinh tiếp theo và click tiếp tục. Các thầy cô tiếp tục click nha. Click vào các hành tinh tiếp theo giúp cô Trinh. Cho đến khi nào click đến hành tinh cuối cùng thì thôi. Rồi, thầy cô nào đã sao chép được hết tất cả các hành tinh rồi? Cho cô Trinh số 9 vào ô chat đi nào. Sau khi chúng ta đã click hết các hành tinh rồi, nhưng con chuột của chúng ta vẫn có cây chổi kế bên đúng không ạ? Vậy làm sao để tắt cây chổi đi ạ? À? Làm sao để bỏ cây chổi này đi ạ? À đúng rồi, chúng ta sẽ click chuột vào cái format Painter một lần nữa để chúng ta bỏ cây chổi này đi. Click vào đây để bỏ chổi đi ha. Thao tác này các thầy cô có thấy là nó giống với bên bao bao không ạ? Nó tương tự đúng không ạ? Rồi sau khi mà bỏ chổi xong rồi thì các thầy cô hãy thử vào các hành tinh xem chúng ta đã sao chép được các trạng thái của nó chưa ạ. Rồi các thầy cô thấy là trạng thái thì đã sao chép được rồi nhưng mà nó bị gì ạ? À đúng rồi, nó không to. Nó chỉ giúp chúng ta sao chép trạng thái thôi, còn kích thước thì nó không to. Vậy thì chúng ta làm sao ạ? Chúng ta lại tiếp tục gì? Chỉnh kích thước bằng cách nào ạ? Rồi, chỉnh kích thước bằng cách là vào Edit State đúng không ạ? Đây, chưa có kéo vội đâu nha cô Thủy nha. Chúng ta phải vào Edit trước. Đây là chúng ta chỉnh kích thước trong trạng thái. Thì các thầy cô phải luôn luôn nhớ, cái gì mà chỉnh ở trong trạng thái thì chúng ta phải edit rồi mới bắt đầu chỉnh nha. Vào edit rồi mới chỉnh nha. Này, chúng ta xuất hiện vấn đề nè. Sao chép được trạng thái nè. Nhưng kích thước
Thì không sao chép được. Không to đi. Vậy chúng ta giải quyết là bằng cách gì? Chọn edit state và chỉnh kích thước. Chỉnh kích thước ở đâu ạ? Ở hover nha. Rồi lưu lại bằng đền. Rồi mời các thầy cô chúng ta cùng chỉnh kích thước nào. Này chúng ta chọn Edit State nè. Vào Hover. Chọn Hover. Khi các thầy cô chọn Hover thì cái hover này nó sẽ có màu xanh. Còn cái normal này nó có màu xám. Chọn vào hover và chúng ta điều chỉnh kích thước. Muốn to lên bao nhiêu thì chỉnh lên bấy nhiêu. Rồi chúng ta vào chỉnh xong rồi chúng ta lưu lại bằng cách là ấn vào Done. Rồi mời các thầy cô chúng ta cùng làm nha. Làm cho tất cả các hành tinh luôn. Ôi, cô Bảo Nghi xong rồi cái kìa. Sao cô nhanh thế? Các thầy cô nhớ Done nha. Sau khi chỉnh xong thì phải nhớ Done. Cô Phan Chi cũng xong rồi. Các thầy cô rất tuyệt vời. Thầy cô có thấy phát hiện ra điều gì không ạ? Đố các thầy cô biết cô Trinh làm sai ở đâu rồi? Cô Trinh không chọn hover mà cô Trinh lại chọn normal. Cô Trinh thay đổi kích thước trong normal là sai ha. Thay đổi kích thước trong hover mới đúng. Nên mới nãy ở hai ngôi sao này cô Trinh click vào nó không to. Phải thay đổi kích thước trong hover nha các thầy cô nha. Ok. Rồi, ai xong giống cô Trinh rồi thì cho cô Trinh chữ xong vào ô chat nào. Cái vòng xử lý thế nào? Phần này cô Trinh sẽ để dành cho sự sáng tạo của các thầy cô nha. Cô Trinh chỉ xử lý các hành tinh thôi, còn cái vòng cô nụ hãy sáng tạo thêm nha. Rồi chúng ta xong rồi à, các thầy cô có thể review để chúng ta thấy thành quả của mình từ nãy đến giờ nha. Review this slide. Các thầy cô có biết cách review mà. Lần trước cô Tâm chỉ cho các thầy cô hai cách review. Và muốn review một cái slide thôi thì chúng ta chọn review this slide. Đây. Chọn vào ngôi sao nào thì ngôi sao đó sẽ to lên.
Ok, thấy cô nào ngon rồi thì cho cô Trinh chữ ngon vào ô chat nào. Rồi, nội dung tiếp theo là gì? Khi học sinh hơ chuột thì hành tinh đó to lên. Nhưng khi học sinh lít chuột vào thì nội dung của các hành tinh sẽ xuất hiện. Vậy thì các thầy cô hãy liên hệ với bài của buổi 1 để cho nội dung xuất hiện thì chúng ta sẽ tạo thêm cái gì cho từng hành tinh nào? À, cô Cà Phê nói là tạo trigger. Cô Hương nói là tạo layer. À, các thầy cô trả lời đều đúng hết. Tuy nhiên là muốn tạo trigger thì đầu tiên chúng ta phải có layer. Như vậy chúng ta sẽ làm layer trước nha. Rồi bây giờ với hành tinh đầu tiên là sao Thủy thì chúng ta sẽ tạo layer có tên là layer sao Thủy. Để tạo layer thì các thầy cô hãy nhìn xuống góc bên trái, góc bên phải, góc dưới bên phải của màn hình. Chúng ta sẽ thấy cái chữ là slide layer. Vậy thì để tạo layer mới, chúng ta cũng sẽ chọn vào cái gì mới mới. Đó chính là tờ giấy mới này đây ạ. Chọn tờ giấy ở đây thì sẽ tạo layer mới. Ủa Trinh nhắc lại ha, chúng ta sẽ chọn vào tờ giấy trắng ở bên dưới góc slide layer. Chúng ta tạo layer mới. Rồi, cô Trinh mời các thầy cô chúng ta cùng tạo layer mới. Thầy cô nào đã tạo được layer mới thì hãy cho cô Trinh chữ M vào ô chat đi ạ. Sau khi tạo được layer mới rồi thì các thầy cô hãy đổi tên layer giúp cô Trinh nha. Để đổi tên layer, chúng ta sẽ nhấp đúp vào đây và chúng ta đổi tên. Nhấp đúp vào chữ đây ạ, để đổi tên. Chúng ta sẽ đổi tên layer mới theo tên của hành tinh. Hành tinh đầu tiên của chúng ta có tên là sao Thủy, vậy chúng ta sẽ đổi tên layer là sao Thủy. Rồi, ở layer sao Thủy này, chúng ta sẽ chèn nội dung là các kiến thức về sao Thủy mà các em sẽ tìm hiểu. Các thầy cô hãy quay trở lại file PowerPoint. Xem trong này chúng ta còn được gì nữa nè.
À, cô Tâm không để nội dung ở đây. Cô Tâm để nội dung ở đâu nào? Chúng ta quay lại tư liệu chúng ta tìm. Rồi các thầy cô nhìn thấy cái file Word ở trong tư liệu mà. Mời các thầy cô chúng ta cùng mở file Word đó lên giúp cô Trinh. File kịch bản ạ. À. Các thầy cô hãy mở file kịch bản lên và chúng ta kéo xuống. Chúng ta sẽ tìm cái nội dung của sao Thủy. Rồi, bao nhiêu thầy cô đã thấy được cái nội dung của Ngô của sao Thủy rồi nè. Các thầy cô cho cô Trinh chữ tờ vào ô chat. Chúng ta sẽ bôi đen nội dung của sao Thủy. Bấm phím Ctrl. Ctrl C. Rồi, các thầy cô bôi đen và bấm phím Ctrl C để copy nội dung ha. Sau đó chúng ta vào layer sao Thủy. Các thầy cô quay trở lại layer sao Thủy và chèn giúp cho cô Trinh một cái state. À không phải, chèn giúp cho cô Trinh một cái shop. Để chèn chúng ta sẽ chọn vào Insert, chọn Shape và chọn một cái shape mà các thầy cô cảm thấy là các thầy cô thích nha. Cô Trinh thường sử dụng cái shape hình chữ nhật mà có bốn góc được bo tròn như thế này. Rồi, thầy cô nào đã chọn được sáp thì hãy cho cô Trinh chữ sờ vào ô chat ạ. À. Sau khi chọn sáp rồi các thầy cô hãy vẽ sáp ra đây. Các thầy cô có thể là thay đổi nền, thay đổi màu nền của shop. Nội dung này cô Tâm đã hướng dẫn hôm trước ha. Nên hôm nay cô Trinh vừa thao tác vừa nhắc lại giúp các thầy cô nha. Chọn vào format. Và chúng ta chọn vào các màu nền. Các thầy cô có thể thay đổi bằng các màu nền có sẵn hoặc chúng ta chọn vào Sharp Fill và chọn vào bảng màu mà các thầy cô thích. Ví dụ như ở đây chúng ta đang học về hành tinh. Các hành tinh vậy chúng ta sẽ để màu nền là màu của vũ trụ chẳng hạn. Các thầy cô có thể chọn
Eros và chọn vào màu của vũ trụ. Đó. Rồi, các thầy cô đổ màu xong chưa ạ? Ai đã đổ màu xong rồi cho cô Trinh chữ M vào ô chat nào. Sau khi đổ màu xong thì chúng ta sẽ chèn chèn cái nội dung vào sáp này bằng cách là chúng ta bấm phải chuột, chọn vào Edit Text. Phải chuột và chọn vào Edit Text. Các thầy cô có thể chọn là gõ lại nội dung hay là chúng ta sẽ bấm Ctrl V để dán cái nội dung mà mới nãy chúng ta đã copy. Bấm Ctrl và nút V để dán nội dung vào. Đây. Bên này là bấm Ctrl C. Sau đó quay trở lại Storyline, phải chuột vào Edit Text, sau đó bấm Ctrl V. Và nội dung nó đã qua đây rồi ạ. Các thầy cô có thể điều chỉnh lại, canh chỉnh lại nội dung sao cho nó đẹp ha. Ví dụ như là sao thủy cô Trinh sẽ cho vào chính giữa. Rồi, cho to hơn. Rồi. Đây. Tất cả những cái này cô Trinh cũng cho to hơn. Thậm chí là các thầy cô cũng có thể chèn hình ảnh của sao thủy vào đây luôn ha. Điều chỉnh kích thước, điều chỉnh định dạng lại. Ok. Rồi, thầy cô nào đã chèn xong nội dung thì cho cô Trinh chữ N vào ô chat đi nào. Chúng ta có thể để cái phần điều chỉnh nội dung lại để chúng ta làm sao cũng được. Chúng ta chỉ cần điều chỉnh đơn giản như thế này thôi. Còn nếu thầy cô nào muốn điều chỉnh hơn nữa thì chúng ta có thể điều chỉnh sau ha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu tạo, chúng ta tạo được layer rồi. Mới nãy các thầy cô nói tạo layer xong chúng ta phải tạo cái gì á nhỉ? Tạo cái gì để khi học sinh click vào sao thủy thì sẽ hiện ra nội dung của sao thủy nè. Thầy cô nhắc lại giúp cô Trinh nào. Vâng, chính xác. Đó là tạo trigger. Để tạo trigger thì chúng ta sẽ chọn về layer chính là layer nội dung. Và để tạo trigger mới thì các thầy cô sẽ chọn vào đây ạ. Chúng ta nhìn vào bên phải. Chúng ta có phải thấy cái chữ trigger ở đầu tiên này không ạ? Đây chính là nơi để tạo trigger. Và cái gì mới là chúng ta nhớ đến cái gì ạ? Nhớ đến cái hình ảnh tờ giấy trắng này ạ. Tạo trigger mới.
về layer nội dung này nha. Tạo trigger bằng cách là chọn vào đây. Rồi, bây giờ các thầy cô nhớ lại cho cô Trinh nè. Khi bấm vào sao thủy thì sẽ xuất hiện layer sao thủy. Vậy xuất hiện layer là lệnh gì ạ? Các thầy cô còn nhớ không? Cho nó hiện ra. Cho nó hiện ra là gì ạ? Đúng, chính xác. Cô Thủy nhớ bài rất tốt. Đó là show layer. Rồi, layer nào ạ? Layer mà chúng ta muốn nó xuất hiện là layer sao thủy. Như vậy chúng ta chọn vào layer sao thủy. Khi nào thì xuất hiện layer sao thủy? Khi chúng ta bấm vào hành tinh sao thủy đúng không? Bấm vào, click chuột vào, có nghĩa là user click. Click chuột vào đâu? Click chuột vào sao thủy. Như vậy đối tượng object của chúng ta chính là sao thủy. Đây, cô Trinh nhắc lại câu trigger và để các thầy cô cùng thao tác nha. Thứ nhất là hành động của mình là show layer, là xuất hiện layer. Dòng thứ hai người ta hỏi layer nào thì chúng ta trả lời layer đó là layer sao thủy. Dòng thứ ba là when, là khi nào, khi chúng ta click chuột vào. Dòng thứ tư là object, là vào cái gì thì chúng ta phải nhớ là click chuột vào sao thủy. Cuối cùng chúng ta chọn vào ok. Thầy cô nào đã xong được trigger sao thủy thì cho cô Trinh chữ sao thủy vào ô chat đi ạ. Như vậy chúng ta đã xong được trigger làm cho xuất hiện layer sao thủy. Vậy thì các thầy cô tưởng tượng là khi chúng ta bấm vào sao thủy này, chúng ta sẽ nhảy vào trong layer sao thủy. Vậy bây giờ từ trong layer sao thủy, làm sao chúng ta nhảy ra bên ngoài layer nội dung? Vào rồi là phải có ra đúng không ạ? Vậy làm sao để đi ra? Chúng ta lại tiếp tục tạo cái gì để đi ra? Tạo lệnh, đúng rồi. Hay chúng ta còn gọi là gì? À, vẽ mũi tên trở lui. Chính xác, cô Thị nhớ bài cũ rồi đấy. Ẩn layer, đúng rồi. Tuyệt vời, các thầy cô rất tuyệt vời. Vậy thì bây giờ, chúng ta có thể là chèn cái mũi tên quay trở lại, hoặc chúng ta có thể vẽ một cái nút khác. Giống như là các thầy cô hay mở các phần mềm máy tính đó, để đóng một cái phần mềm lại thì chúng ta sẽ có nút chữ X đúng không ạ? Vậy chúng ta có thể thay thế cái mũi tên trở lui bằng cái chữ X đó, bằng cách là chúng ta chèn vào đây một cái hình chữ X. Các thầy cô sẽ chọn vào Insert và chọn giúp cho cô Trinh chữ sharp. Trong này các thầy cô sẽ nhìn thấy cái dấu nhân đây ạ. Nó giống như chữ X đó. Các thầy cô hãy chọn vào nó giúp cô Trinh ha. Và insert nó vào đây. Để chúng ta thay thế nó cho cái nút mũi tên quay trở lại. Insert sharp. Và chọn vào cái dấu chữ X này.
Rồi thầy cô nào đã chèn được dấu chữ X này rồi thì cho cô Trinh chữ X xì vào ô chat nè. Thường là cái dấu chữ X này khi chúng ta đóng lại thì nó màu gì các thầy cô? Nó màu đỏ đúng không ạ? Các thầy cô hãy đổi nền nó lại bằng cách là chọn format và chọn vào màu đỏ. Rồi, thầy cô nào đỏ rồi thì cho cô Trinh chữ đỏ vào ô chat đi nào. Cô Thủy đỏ rồi nè. Cô Thu Thủy cũng đỏ rồi, cô Kim Thủy đỏ rồi. Ồ, hôm nay phòng Zoom của chúng ta có quá nhiều cô Thủy luôn. Cô Nga, cô Khuyên, cô Minh Dung, thầy Cao. Tuyệt vời, chúc mừng tất cả các thầy cô. Và khi chúng ta có đối tượng để đóng rồi thì chúng ta sẽ tạo cái gì để đóng ạ? Tạo lệnh là có nghĩa là tạo gì ạ? Vâng, tạo trigger ha. Đây, chúng ta chọn vào trigger. Chọn vào tờ giấy trắng trong trigger. Và để đóng cái layer sao thủy này để chúng ta đi ra ngoài thì chúng ta sẽ chọn. Còn nhớ đó là lệnh gì không ạ? Vâng, cô Hồng Loan rất nhanh. Đó chính là lệnh hai layer. Chọn hai layer. Hai layer có nghĩa là đóng cái layer lại, giấu cái layer đi. Mà layer mà mình giấu đi chính là layer sao thủy này đúng không? Mà mình lại đang ở trong layer sao thủy nữa thì chúng ta gọi nó là layer này. Layer này có nghĩa là this layer. Khi nào thì đóng lại ạ? Khi nào thì đóng lại ạ? Khi chúng ta chọn vào cái dấu chữ X đúng không ạ? Đúng rồi, user click. User click gì? User click cái dấu chữ X. À, mới nãy cô Trinh quên đổi tên cái dấu chữ X rồi. Cái dấu chữ X ở dưới timeline của cô Trinh nó có tên là Multify 1. À, vậy object ở đây của cô Trinh cũng có là Multify 1. Để cô Trinh đổi tên lại ha. Cô Trinh sẽ ghi là nút đóng. Rồi. Đây, cô Trinh nhắc lại nha các thầy cô nha. Hai layer là đóng layer. Layer nào? This layer là layer này. Layer này có nghĩa là layer chúng ta đang ở trong này là layer sao thủy. Khi nào? Khi chúng ta click chuột vào cái dấu chữ X là nút đóng. Đây ạ. Hai layer. This layer. User click nút đóng và cuối cùng là OK. Ai đã tạo được trigger đóng layer lại thì cho cô Trinh chữ đóng vào ô chat đi ạ. À. Rồi, các thầy cô rất tuyệt vời. Bây giờ chúng ta có thể thử được rồi ạ. À. Đây, khi ho chuột vào các hành tinh thì các hành tinh sẽ có sự thay đổi. Và khi đến cái hành tinh sao thủy là cô Trinh vừa mới tạo được nội dung cho nó. Cô Trinh sẽ click chuột vào hành tinh sao thủy. À, xuất hiện nội dung của sao thủy. Bây giờ đọc xong rồi, sẽ chọn vào nút đóng để quay trở lại slide nội dung. Thầy cô nào đã làm được giống cô Trinh thì hãy cho mình 10 điểm vào ô chat đi nào.
Vâng, có rất nhiều 10 điểm ở trong ô chat. Chúc mừng tất cả các thầy cô. Và cô Trinh vừa hướng dẫn các thầy cô tạo xong nội dung của sao Thủy. Tương tự như vậy, các thầy cô có thể tạo được nội dung cho các ngôi sao còn lại không ạ? Ai có thể thì hãy comment tôi vào ô chat đi nào. Ai có thể tạo được nội dung cho các hành tinh còn lại thì hãy comment tôi vào ô chat đi nào. Vâng, thầy Trọng An, cô Nga, cô Nụ, cô Nguyễn Thủy, cô Hồng Loan, cô Đỗ Thu Thủy, thầy Văn Cao, cô Bảo Nghi, cô Hoài Ngọc, vân vân, rất nhiều chữ tôi. Vậy thì các thầy cô có cam kết là các thầy cô sẽ làm được hết nội dung của tất cả các hành tinh không ạ? À? Thầy cô nào cam kết thì hãy ghi cam kết vào ô chat đi ạ. À. Vâng, tuyệt vời quá. Vậy thì cô Trinh xin dừng buổi chia sẻ hôm nay ở tại đây và cô Trinh sẽ để các nội dung còn lại để cho các thầy cô tự thực hành. Vì khi các thầy cô tự thực hành, các thầy cô sẽ nhớ lâu hơn. Các thầy cô có đồng ý không ạ? À? Ai đồng ý, hãy cho cô Trinh số 100 vào chat đi nào. Cảm ơn người chia sẻ ngày hôm nay vô cùng tuyệt vời đúng không các thầy cô? Ôi, chi tiết tỉ mỉ, cụ tỉ. Đúng là học trò. Các thầy cô bao nhiêu thì cô thấy là hôm nay mình còn hiểu sâu hơn cả về những cái nút mà lúc đầu cô Tâm hỏi không ạ? À, cô Trinh cười tên nào. Cảm ơn cô Trinh, cả nhà cùng nhập phần chắc những trái tim yêu thương để cảm ơn cô thí sinh hôm nay nào. Cô Tâm thấy là gì, đến cái copy cái nội dung ở bên Word mà còn phải ghi vào file Word thì cô Tâm thấy nó còn tỉ quá. Rất cụ tỉ luôn. Bao nhiêu thầy cô có thể là lần đầu tiên tiếp cận với phần mềm và còn lâu lắm rồi chúng ta không tham gia những buổi học như này đúng không, thì càng chi tiết càng tỉ mỉ chúng ta sẽ làm được sản phẩm. Thế là rất là cảm ơn thí sinh hôm nay là chia sẻ rất là tuyệt vời, cảm ơn cô thí sinh của chúng ta. Rồi, cụ tỉ mỉ luôn, không phải là cụ tỉ nữa. Rồi, cảm ơn cả nhà. À, có bây giờ là dành thời gian cho chủ giảng chúng ta nghỉ ngơi một chút, thì trong phòng Zoom có ai có câu hỏi gì không thì có thể ở đây hay nên để chúng ta cùng trao đổi hoặc là giải đáp, có lẽ hôm nay là còn tỉ mỉ hơn hôm trước đúng không? Rồi, hôm sau mới thầy cô vô cùng tuyệt vời, hơn 10 giờ rồi vẫn còn ngồi đây để học. Bảo Nghi rất là chăm chỉ đúng không? Bảo Nghi là học trò nhá cô Trinh nhá, chắc có lẽ lâu rồi cô Trinh không thấy Bảo Nghi vào học cho nên là quên mất Bảo Nghi. Thầy Trọng An rồi, đúng là trúng đích luôn đúng không? Thế là hôm nay cũng không ai chia sẻ gì à? Có nghĩa là buổi chia sẻ nào cũng vô cùng tâm đắc và làm được sản phẩm, và hôm sau vẫn cứ nhập vào phần chat là số 0, và sau đó lại tải file về thực hành từ đầu. Cô Tâm thấy rất nhiều chữ cam kết nhá. Các thầy cô đã đưa ra thì cô phải thực hành, chứ không thể là có rất nhiều thầy cô nhưng quay trở lại là học mà cảm thấy như là mới tinh ấy, thì là vô cùng tuyệt vời khi chúng ta lại làm được bài mà hiểu bản chất. Và cô Tâm cũng rất hy vọng là cái buổi chia sẻ mà cô Tâm muốn nói để với các thầy cô là với những buổi như thế này thì nó là nền tảng và cơ bản thôi, còn để đi sâu vào nó thì cái kiến thức về thiết bị số hay là kể cả thiết bị dạy số và e-learning thì bao nhiêu thầy cô ở đây có thể đã làm được những cái sản phẩm để tham dự thi rồi ấy. Thầy cô biết là gì, để chúng ta làm được những cái sản phẩm xịn gió hơn thì các thầy cô phải học thêm được những cái kiến thức về một cái phần cao hơn nữa. Các thầy cô có biết đó là gì không? Ngoài những cái phần rất cơ bản về các cái chèn rồi hiệu ứng rồi step, trigger, layer, thì theo các cô là trong cái phần mềm storyline này thì đỉnh cao của nó là gì? Và cảm ơn hai đồng đội. Đó chính là biến. Và cái sự khác biệt của phần mềm này với phần mềm Bowboy đó chính là biến. Còn ví dụ như là đưa ra hiệu ứng rồi bấm vào hiện ra này kia thì nếu chúng ta làm bên Bubble chúng ta vẫn có thể làm được đúng không? Ví dụ dùng link để đưa ra cái slide thì vẫn có thể làm được mà không cần đến layer. Đấy, chẳng qua là khi sang storyline thì layer làm cho cái phạm vi của slide nó sẽ nhỏ đi, tức là số lượng slide sẽ không còn nhiều. Nhưng mà bên ví dụ như là kể cả cái step thì bên Bubble chúng ta cũng có thể làm được bằng cách làm gì? Tạo hiệu ứng cho nó zoom lên. Đấy, tức là có những cái mà hai cái phần mềm nó hơi tương đồng với nhau, nhưng mà storyline là hơn là học trò có thể tương tác trực tiếp vào bài khi chúng ta gửi. Đấy.
SEO là Hơi công tỉnh cụ táo vô nói cùng thì mạnh mẽ sao? của Faan, Em hơi cho tỉnh phép nhà đầu tư truy xuất dữ liệu nhanh chóng, phục vụ cho việc phân tích thị trường và các mã cổ phiếu chuyên sâu. Trong video này, hãy cùng Faan tìm hiểu hai cách sử dụng bộ công cụ này một cách hiệu quả hơn nhé. Thứ nhất, sử dụng thư viện mẫu. Xin lỗi cả nhà là cô Tâm đang bật video, nó tự nhiên nó chuyển sang quảng cáo. À, các thầy cô có muốn xem một số cái sản phẩm mà đội nhóm đã từng làm không? Có ai muốn xem không? Muốn thì nhập phần chắc là muốn à? Có muốn không? Rồi, cảm ơn cả nhà. Và có một điều bí mật mà hôm trước các thầy cô đã nhận được rồi đấy. Thì các thầy cô cứ ở đây, lát nữa cô Tâm sẽ chia sẻ cái bí mật này nha. Đây là những sản phẩm nếu mà ai theo dõi kênh của cô Tâm, bao nhiêu thầy cô đã đăng ký rồi thì nhập phần chat giúp cô Tâm số 1 xem nào. Đăng ký đi, đăng ký giúp cô Tâm đi để cô Tâm còn lan tỏa được nhiều hơn. Những cái video như thế này thì nhiều cô thầy cô sẽ biết đến đúng không ạ? À, đây là một một cái mà nhỏ nhỏ vừa vừa thôi nha. Không cần phải có âm thanh này, à có âm thanh cũng được. Thí nghiệm thứ hai, các em Riêng. Đây là video thôi, cô Tâm không bật bởi vì nếu mà mở ra nhiều thiết bị nó cũng mất thời gian đấy. Thì đây là một sản phẩm, ví dụ như là một các thầy cô biết là như hôm trước cô nghiệm Tâm vô giải cùng thích tuyệt vời. thiết bị dạy học số là mô tả những cái điều mà mình không thể nói bằng lời ra để học sinh hiểu Nhất. được, thì thiết bị dạy học số là hỗ trợ cái điều này đúng không ạ? Học sinh có thể tương tác, Hoặc có thể là hỏi ví han dụ được khác. ngay trên cái sản phẩm mà mình đưa cho học sinh đấy, người ta gọi là dạy học thiết bị số. Hay như Ừ, cái thiết dĩ bị nhiên là này trong cái sản năm phẩm vừa nào cũng rồi là một thiết bị là rất đơn giản đấy. không chỉ là cái thí nghiệm này, còn là thí nghiệm về sự tuần hoàn của nước. Chào các bạn có biết rằng toàn bộ nước trên trái đất di chuyển như thế nào không? Đây là sự tuần hoàn của không khí, Sản phẩm này là nhất của hình gió. Đấy, tất cả những cái gì chúng ta làm đây này, chẳng qua là với cái tư duy của mình thì làm thế nào biến nó thành cái thiết bị để cho cái quá trình mua của mình thôi. thứ hai Cây ơi, cây ơi, chúng ta đã làm cho rồi. anh đúng ví dụ này Số cái khác cũng khá là dài đấy, phẩm toán cũng có này, một nói chung là môn nào cũng lớp có. 10 lớp 2 Bao nhiêu thầy cô ở trong phòng của chúng ta mà có môn nào thầy cô không biết làm thiết bị số, à thiết bị dạy học số, có môn nào mà thầy cô không biết làm không, hay là không biết mình làm môn này của mình làm như thế nào? Thầy cô thử nhập môn vào trong phần chat giúp cô Tâm này, hay là môn nào mình cũng có thể ra được tư duy rồi. À, chưa làm môn nào bởi vì cô Nga mới tiếp cận đúng không? sai rồi nhiều Cô nhiều Tâm thứ muốn hỏi quá là là các thầy cô đang về dạy môn sản nào phẩm đó thôi mà thì cô chưa có ý tưởng hoặc gì về môn của là mình ấy. sản Đấy. Ví dụ như văn, cô Tâm cũng thấy có rồi, phẩm toán thì chắc chắn là có rồi. đến Toán văn anh là có nha. Rồi là ai gì? muốn làm được cái sản Có. phẩm như này không Địa có. nhập vào Toán phần bình lý, luận nha công nghệ. Chúng ta ví dụ chiến dịch thiếu điện môn gì không nhỉ? biên phủ chiến dịch thu đông thì hai Ok, cái đó tin. môn học về À, lịch cũng tin sử có. Tạo cái thiết bị dạy học số bàn phím để có thể gõ ra được như kiểu một phần mềm Thu đông năm gõ máy. 1947, thực dân Pháp âm mưu mở cuộc tấn công. Bạn đang đến với phần câu hỏi. Có đúng không cô Thu Lê? đông năm Đấy, đây là cô Tịnh đấy, 1947, thực dân Pháp âm mưu là mở sử đây. cuộc tấn công quy mô lớn, hòng tiêu diệt. À, xem nào Nha. còn gì nữa, đây là đồng hồ này, đồng hồ dạy Sản thì phẩm dạy là về gì? giờ và dạy về Thiết góc, bị là thầy cô mong muốn là gì? trồng trọt có, trồng Cụ trọt thể. thì làm dễ, đó là công nghệ, đó là tự nhiên xã hội. Cô Tâm thấy ở ví dụ cấp 1 nó có rất nhiều môn, ví dụ như tự nhiên xã hội hay là khoa học xã hội là hay làm thiết bị số đúng không, hay làm thiết bị nhất. Các em hãy bấm vào nút hướng dẫn để biết được các yêu cầu, sau đó bấm vào kết Các luận em để hãy xem kết chuẩn bị luận một nhé. hay nhé hay đấy. về dòng chảy của nước. Rồi, ok. Đấy, bao nhiêu thầy cô muốn mong muốn là đây là những cái thiết bị mà tự nghĩ ra để làm đấy, chứ không phải là ai bày cho mình. Ví dụ như trong cái lớp học hôm nay chẳng hạn là thầy cô có sẵn tư liệu này, rồi cả gì đó, cả kịch bản để thầy cô có thể nhìn vào đó để thầy cô làm theo. Vậy thầy cô có mong muốn mình cũng tạo được một cái kịch bản nào đó mà mình mong muốn làm cái thiết bị của mình không? Cái đấy không phải là cô Tâm nghĩ ra đâu ạ, đó là có công cụ hết thôi. Tuy nhiên nếu mà mình tự nghĩ ra thì nó vô cùng tuyệt vời rồi, nhưng mà nhiều khi nó cũng không theo được cái logic đấy. Và trong quá trình làm thì từ năm ngoái đến năm nay thì cái tư duy để làm một thiết bị nó không phải là cứ thế mà mình làm đâu, nó sẽ có mạch từ đầu đến cuối. Chẳng hạn ví dụ như ba buổi cơ bản như này là thầy cô đã có một cái thiết bị cơ bản để thầy cô có thể nộp bài rồi,
Còn cô Tâm không nói đánh giá là cao hay thấp hay là sẽ đạt giải hay không đạt giải. Nhưng ít nhất nó cũng đạt để về tiêu chuẩn là một thiết bị dạy học số để học sinh có thể tương tác và kiểm tra cái bài của mình. Đấy. Nhưng mà để làm được một thiết bị như thế thì làm thế nào để chúng ta bắt đầu từ đâu? Ví dụ những cái sản phẩm rồi, hình ảnh rồi âm thanh này kia không phải tự nhiên có được đúng không? Đấy, chỉ là mong muốn là cũng hỗ trợ để thầy cô có thể tự mình làm được sản phẩm như thế này. Nếu thầy cô mong muốn thì cô Tâm rất là mong là thầy cô sẽ tiếp tục đồng hành cùng với đội nhóm ngoài 3 buổi chia sẻ miễn phí này. Thầy cô có mong muốn không ạ? Còn nếu không mong muốn thì cũng giống như hôm qua chúng ta lại rời Zoom và chúng ta cô Tâm sẽ khai ra cái bí mật để thầy cô biết được vào cuối buổi. Nào, hai người mong muốn. Cảm ơn cô Trần Hương, cảm ơn cô Dung, cảm ơn cô Diễm. À, có ai mong muốn tham dự một cái khóa học nâng cao hơn như cô Tâm vừa nói ấy, thì đỉnh cao của cái phần mềm này đó chính là biến. Mà tư duy về biến nó sẽ giải quyết được rất nhiều thứ mà nhiều khi chúng ta không tưởng tượng được. Đó, chứng là gì? Nhiều khi là gì? Chỉ cần nhờ biến thôi mà chỉ cần một slide mình đã làm được cái thiết bị rồi. Chứ không cần phải nhiều slide. Còn dĩ nhiên có những cái kiến thức đặc biệt khác. Ví dụ như là bài cô Tâm chia sẻ đây thì có những bài đơn giản, có những bài thì phức tạp, có những bài thì phải rất nhiều biến rồi lồng ghép như thế nào để ra được cái sản phẩm. Đấy. Rồi mong muốn thì rất là mong là thầy cô có thể ngồi đây để lắng nghe, không là suốt ngày lại bỏ cô Tâm vào đây là cô Tâm lại cho sale. Nhưng mà thực sự là chúng ta đang gọi là tại sao cô Tâm luôn luôn trong mấy cái thời gian gần đây ấy, đó là tranh thủ hè. Còn khi thầy cô vào trong năm ấy, thầy cô rất là bận dạy thêm học thêm rồi học chính, chúng ta không có thời gian để mà học. Cho nên là hãy tranh thủ cái thời gian vẫn còn rảnh rỗi này để chúng ta đầu tư nâng cái trí tuệ của mình lên. Thì chúng ta sẽ thấy được là vào trong năm ấy, nếu mà có cuộc thi nào đó kể cả về PowerPoint mà chúng ta dùng để làm bài giảng này, rồi kể dùng Canva để phục vụ cho những cái buổi sinh hoạt lớp hay là những cái gì đó để phục vụ cho chủ nhiệm, hay là kể cả Canva dùng để làm cái hình như chúng ta vừa làm đấy thì cũng dùng Canva. Có nghĩa là tất cả những khóa học mà đội nhóm tổ chức ra cũng để mong hỗ trợ các thầy cô trước năm học một cách kịp thời nhất. Còn vào trong năm thì chắc chắn chúng ta không thể có lịch dày đặc như thế này được, nên là chúng ta hãy tận dụng điện. Vậy chắc chắn là khóa sau thì nó sẽ có những cái gọi là điều chỉnh về học phí cao hơn. Cho nên là những người đi trước bao giờ cũng là người lợi trước đúng không? Những ai đã từng là đăng ký rồi thầy cô cũng sẽ biết. Và cảm ơn các thầy cô đã mong muốn thì cô Tâm cũng muốn giới thiệu cái khóa học này. Ngày trước đã tổ chức một khóa rồi, nhưng khóa đó là thực sự là cũng mong muốn để nâng cao, để nâng tầm cái phần biến rất là lớn thì gọi là thiết bị số chuyên sâu. Thì lần này là cô Tâm cũng mong muốn là gọi là để thầy cô làm quen với biến và biết được cái kỹ năng và xây dựng được kịch bản làm về thiết bị số. Bởi vì rất nhiều thầy cô ở bên ngoài kia khi mà cứ sở hoặc là bộ giáo dục hoặc là huyện là chúng ta làm gì đi thuê. Đấy. Có ai trong phòng Zoom này đã từng thuê bài mà mất tiền nhiều rồi không? Mặc dù là gì? Khi thầy cô giáo nhờ như thế thì ví dụ như cô Tâm hỗ trợ là cô Tâm rất có lợi. Vì sao? Vì kiếm được tiền mà. Nhưng thực sự là thầy cô chỉ cần bỏ ra một cái chút phí thì cô làm. Thì lần sau chúng ta làm và không bao giờ phải đi nhờ vả người khác nữa. Đúng không ạ? Có kim thủy đúng không ạ? Rồi. Rất mong là cũng sẽ đón nhận được sự tham gia nhiệt tình của các thầy cô với khóa học này. Bởi vì những cái tâm huyết và những cái gì mà thầy cô thấy chia sẻ cho thầy cô để hiểu bản chất là rất quan trọng. Bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ không bao giờ tự làm được bất cứ một cái gì khác, chỉ có làm theo thôi. Mà làm theo thì cô Tâm nói rồi, cô Tâm có làm theo kể cả 100 lần thì cô Tâm vẫn chẳng hiểu gì hết. Đến khi tự mình làm được nó mới là ra vấn đề. Đấy, thế nên là cái khóa học này cũng rất mong là chúng ta sẽ nâng tầm của mình lên một cái bước mới, đó là dạy thiết bị dạy học số nâng cao, và cũng sẽ dạy vào buổi tối. Và trong thời gian này thì đội nhóm cũng tổ chức cũng có hai khóa